Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Quá nhỉ, đã dặn rồi đấy chứ. Giờ này đã chưa có đứa nào ở ngoài sân đình cho ông sai việc cái nào. Cái thằng mõ đâu rồi? Ô, hay nhỉ? Mõ đâu? Thằng mõ! Thằng mõ đâu rồi? Hả? Đứa nào đây? Đứa nào đốt chát thì ngoài đây đây? Với sáng tinh mơ nó làm ầm ĩ lên rồi. Ôi, con lạy cụ xã. Thế mà con cứ tưởng cái đứa mất dạy nào nó tới đây làm ô uế cửa đền. Con này ông thọt vào mồm mày bây giờ. Con mất dạy. Thế mày là đứa nào đấy? Dạ con là Đốt, vợ của Mõ đây. Thế hôm nay tao bảo chồng mày nó ra đình sớm cho ông sai việc, thế nó đi đâu mà lại vác con vợ sang quẳng ở đây? Chồng con đi vắng ạ. Thế hôm nay nó không biết nó có việc hay nó đi vắng là nó đi đâu mày bảo? Nhà con bận đi đánh golf ạ. Ôi, thời thế đảo điên chó lại mặc váy lĩnh. Lắm khổ. Đánh golf là dành cho những kẻ ăn trắng mặt trơn, người ta giàu có, còn chồng mày trên răng dưới một rổ củ từ. Thế đi, đánh golf là đánh cái gì? Nhà con nó có hẹn với lại Tiger Woods ạ. Ô tiên sư, con này đánh gốm để đánh với người, tại đi sao đi đánh với con cọp gỗ? Dạ không, cái đấy là cái người nổi tiếng lắm, Tiger Woods là người ta chứ không phải là chứ không phải là con cọp gỗ. Tao chả cần biết cái thằng Tiger Woods là cái con gì nhá. Mà hôm nay đây, bây giờ này, có chồng là phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Chồng mày hôm nay nó không có mặt thì mày phải làm thay việc làng, thế thôi. Bẩm ông, thế làng nay có việc gì thế ông? Ôi mà ôi giời ơi, mày sao mà sáng sớm mày sao mà rời nóng quá nhỉ? Đấy. Thế mà ông quá. Cụ sao thế? Gớm từ xưa giờ chỉ nhìn thấy thằng mõ, chưa có bao giờ nom thấy vợ thằng mõ đâu. Bẩm cụ khen thì con cảm ơn, nhưng mà con xin mạn phép nhắc cụ là cụ phải cẩn thận mồm miệng nha, kẻo ngộ nhỡ vợ cụ mà nghe thấy thì có mà ốm đòn đấy. Gớm khổ, con phải việc gì phải lo bò trắng răng đấy này. Dạ. Có tao ở đây chả đứa nào dám động đến mày đâu. Mà không, con bảo ốm đòn đấy là nghĩa cụ ốm đòn đấy chứ đâu phải con. Ừ nhỉ, mày nhắc thì ông mới nhớ. Nhớ xong nổi hết cả da gà lên. Gớm khổ, con vợ tao nó tợn lắm. Mà số kiếp tao thế thì phải đành chịu thôi. Vâng. Nhiều khi ấy, nó buồn buồn nó lại sáng tao vài bợt tai. Nhưng mà thôi, tao làm ấy thì tao cũng dám nhịn đi, cho gia đình nó trong ấm ngoài êm, chứ tao sợ gì nó. Thế thì bà nhà có phước quá. Số con nó đúng là số ăn mày cụ ạ. À. Chồng con thì nó dữ lắm. Nó chỉ cần trừng mắt thôi ấy, thì bố bảo con cũng chẳng dám cãi ấy, cụ ạ. À. Ấy thế mà ông giời không có mắt. Đáng lý ra người hiền như mày phải lấy tao làm chồng mới đúng. Mới gọi là lồi lào úp vung lấy, hiểu? Cụ... Thế được mấy đứa con rồi? Dạ bẩm cụ, vợ chồng con thì hiếm muộn, nên bây giờ mới chỉ được có 6 đứa thôi ạ. Ồ, hiếm muộn mà được 6 đứa á? Vâng. Gớm, nằm cái bên dưới nó xà thế kia thì chả có con nhiều là gì. Này, dạ. Vợ thằng mõ. Vâng. Hôm nào mát rời mày ra bờ ao cho ông gửi đứa. Ấy chết. Cụ nói thế thì còn gì là tôn ti trật tự. Quan trên trông xuống người ta trông vào sao mà được. Gươm khổ, việc gai gu thì cho gì phải tôn chi trật tự. Này, dạ. Ông thì tuy là lá ngọc cành vàng,
Như ông không bao giờ phân biệt giàu nghèo gì cả, miễn sao đẹp là ông thích thôi. Đấy, bởi người ta có câu là tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Ấy thế là lô lai là lum bổ anh là xem lum bổ ten. Nghĩa là gì cụ? Tắt đèn thì số 1 như số 10 gớm có. Con là gái đã có chồng, cụ mà dê con thì con kêu làng nước lên cho mà xem nhá. Ôi anh Đốm ơi, ôi làng nước ơi, cụ xã cũng dê con. Cấm một. Ô cụ ra này. Này. Dạ. Ông buồn quá, ông đứng đây ông đùa với mày cho đỡ boring thôi nhá. Tiên sư nhà mày, mày làm gì mày la to thế hả? Này, dạ. Ông nói cho mày nghe nhá, ông bà mình vẫn có cái câu này nhá. Kình nghe thì vui thú, kình nghe tép tôm lại cứ vui bề tép tôm. Thế bây giờ mày uống thuốc vào mày nằm ngủ, mày chả mơ được đĩa đeo chân hạc đấy con ạ. Vớm khổ. Này. Dạ. Mày có biết con màu không? Ôi, thị màu thì ai mà chả biết nó. Hồi trước ấy nó còn đi thi hoa hậu chung với con mà. Mày mà cũng thi hoa hậu á? Vâng, đợt ấy thì nó thì trúng được giải hoa hậu ăn ảnh. Còn con thì con trúng được giải hoa hậu duyên dáng. Gớm khổ, cả làng này ban giám khảo nó mù hết hay sao mà lại cho mày cái giải hoa hậu duyên dáng. Tự cụ ấy, cụ chỉ thích vẻ đẹp bề ngoài nên cụ mới nói thế. Chứ sách đã dạy rằng nhá, có duyên ấy thì nó ẩn cả vào trong, vô duyên thì nó lại bong ra ngoài. Bao nhiêu cái đẹp cái duyên của con nó ẩn cả hết vào người trong của con ấy, nên cũng không thấy đấy. Mẹ người mày cứ căng lên như bánh phồng tôm chứ nó ẩn vào đâu hả? Bao nhiêu nó lại bong hết ra đấy rồi chứ còn đâu. Mày mà ẩn ngược vào trong mày thở được à? Cụ này. Dạ. Mà thôi dẹp chuyện đấy đi. Ngày hôm nay ấy là con Màu ấy nó có việc. Dạ. Mày ấy phải đi ra, mày giao cho mời cả làng đến đây mà ăn khoán. Thế à? Thế giao làm sao hả cụ? Nghe tao giao rồi đọc lại một lần. Vâng. Nghe đây này. Dạ. Chiêng làng chiêng cha. Dạ. Thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông tên là Màu Thị. Ấy cụ. Con thị Màu đó tên là thị Màu, sao cụ lại gọi nó là Màu Thị? Mày dốt, mày không theo kịp thời đại rồi con ạ. Ngày xưa ở làng mình nó gọi là thị Màu. Vâng. Nhưng bây giờ Mỹ Tây nó sang, nó làm, nó đầu tư nhiều lắm rồi. Bây giờ nó phải đổi ngược lại tên là Màu Thị, hiểu chưa? Ồ, thế ồ, thế Mỹ mày tên gì? Ngược. Con á, tên thật trong giấy khai sinh của con á, tên là Trần Thị Cởi. Đấy, mày sang Mỹ nó đổi lại là Cởi Trần ngay. Con chẳng dám xuất cảnh sang Mỹ đâu cụ ạ. À, qua đấy thì nó cứ bắt con tối ngày cởi trần thì chết bỏ mẹ cụ nhỉ. Này, đọc lại một lần cho ông nghe xem. Mắc mớ gì mà con phải thuộc để đọc lại một lần. Đây, con đã thâu sẵn vào đây này, cụ nghe nhá. Chiêng làng chiêng cha, thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông mày kiếm đâu ra cái quái gì mà hay thế? Việt kiều Mỹ gửi tặng cái máy thầu đấy. Con đâu có cần phải thuộc, con chỉ việc đi khắp làng gõ mõ rồi bật máy lên cho cả làng nghe là được rồi. Hay gì thế? Vâng. Đâm ra hay tự dưng mày mở lên lại ghé chiêng làng chị. Em mày chơi xỏ tao à? Sao cụ? Mày làm mõ hay tao làm mõ? Tự dưng xong mày mở này lên xong cả làng bảo tao là thằng mõ à? Cụ à, thì coi như là con gõ mõ cụ giao, coi như là chúng mình xong ca ấy. Thôi cụ ơi, thôi để cho con đi giao một vòng đi rồi đổi về, con còn cho con bú nhá. Thôi con đi đấy nhá cụ. Bú mớm gì sớm thế. Là bà đây. Dạ. Đây này, một tí nữa đấy là thằng phú hộ đấy nó dẫn con nó đến. Dạ vâng. Bây giờ nếu mà nó đến mà nó nhận tội thì khỏi cần phải giao. Còn nó không nhận tội thì mày cứ bắt nó gia đình mà ăn khoán. Để mày mới lúc đấy mày mới cần đi giao. Bây giờ dọn nước non đi, cụ tránh sắp đến rồi đấy. Dạ vâng, vậy con làm liền. Gớm khổ, từ sáng đến giờ có mỗi mình ông. Ồ, dạ, con lại cụ Tránh à. Ờ, ông xã. Vâng. Ừ. Dạ, con chào cụ Tránh.
Mày là đứa nào mà sáng sớm ra sân đình ăn mặc sexy quá vậy? Lũ tao có mổ máu dê sao? À, nó là vợ của thằng mõ đốt đấy ạ. Yeah. Vâng. Ai design cho mày cái áo mà sao mát mẻ dữ vậy? À, dạ, Cao Văn Hiệp. Ồ, sáng này. À, cụ tránh, cụ tránh. Ồ, chảy máu cam rồi này. Yeah. Lắm khổ. Đây mày đứng đây tí hồi cụ tránh là học máu ra bây giờ. Sáng này. Dạ vâng. Vâng, con rước cụ tránh ngồi ạ. Ừ. Vâng. Giờ này sao chưa thấy cha con Thị Mầu tới vậy? Vâng, vẫn chưa thấy cha con nó đến. Chắc kẹt xe quá. Ô, cả làng mình đi bộ mà kẹt xe gì? Ông không có lộc ăn, thấy không? Cả năm trời nè, mà làng này chỉ có một đứa chữ quan thôi. Hồi tôi còn làm xã trưởng đó hả? Tháng nào cũng có đứa có bầu ở trên á. Ăn tiệc mệt nghỉ. Hết nhiệm kỳ này hả? Tôi đề nghị ông từ chức đi, đừng có tái ứng cử nữa. Thị Mầu tới. Đưa phạm nhân mà làm như rước hoàng hậu. Cho vào. Cho nó vào đi. Thế là đời nát bét, dành dụng suốt kiếp. Chẳng dám mà gì giờ thì nát bét. Chứ nó mà đẻ con cái như thế này mà đẻ ra cái trứng mà tôi luộc, tôi chấm muối tiêu tôi ăn cho nó rồi. Thằng kia, tao cho gọi con Thị Mầu chứ tao không cho gọi con Thị Lỡ. Gấm. Dạ, con chào cụ Tránh, dạ, chào ông xã. Dạ, hôm nay là tôi dẫn con Mầu nhà tôi đến đây. Đâu? Con Mầu đâu? Mầu ơi, mày đâu đó? Đang nói chuyện với Thủ tướng Canada. Đi vào đây. Từ đầu quang vào liền. Nói đi ăn cùng làm cùng. Bảo nó nhanh nhanh đi. Cứ đi ăn, nói đi ăn cùng cần nên sẽ lâu dài, 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 dài. Và anh hỏng đến thăm em chiều mưa vẫn bay dậy. Hay bao cô gái khiến con tim anh lạc lối họ. Sao anh gian dối để trong lòng em suối bờ hò. Tình như hạt mưa làm ướt mắt em đó. Tao bảo, mờ mắt mày mà mù mắt mố mày đây này. Thử, đã vào đến công đường rồi mày còn không lo mày chào cụ Tránh với ông xã đây còn trố cái mắt rồi đấy. Có trố đâu mang kiến, có trố đâu mà trố thấy rồi mà nói thêm hả? Còn không mau chào. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ, chào cũng phải từ từ, cũng phải có duyên dáng chứ. Dạ, Jennifer Thị Mầu và cụ xã Cát Tường. Cháu chào cụ. Dạ, dạ, Jennifer Thị Mầu, anh chân mạnh giỏi. Cái gì vậy? Cái gì vậy Mầu? Hả? Trời ơi, bộ ở đây cũng có bọn khủng bố nữa. Đâu phải, ông xã ông bỏ búa. Trời, vậy mà tưởng nó bỏ bom không à. Em trời đi. Ơi, em ư bị xỉu lắm tại em bị bệnh tim thầm. Trời ơi. Dạ, cho nên gõ nhẹ nhẹ thôi. Này, con nào. Dạ. Dạ. Tại sao á, cả cái làng này ai cũng gọi là cụ Tránh. Dạ. Chị riêng mày mày lại gọi là anh Tránh là thế nào? Là tại vì anh Tránh anh tới nhà anh dê thẳng con mà. Anh nói Mầu ơi, đừng kêu anh bằng cu. Cái gì? À không, bằng cu lộn. Nhìn mặt anh cái em nhớ cú không vậy à? Ô, hóa ra cả làng này tập họp toàn là chức sắc có máu dê. Bây giờ mới biết nhìn mặt là đoán liền rồi. Ông xã thông cảm. Bị bữa đó nhậu xỉn quá tôi đâu có nhớ mặt nó. Mau 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 dạ, con dạ. Ra đây con qua đây. Là nữa hả? Từ từ chạy qua. Con ơi, cái chuyện cụ Tránh dê con là cái chuyện trong xó bếp. Đâu có, ở ngoài phòng khách mà. Trời ơi. Trời ơi, cái gì ra quyển đường là xó bếp nói xó bếp, phòng khách nói phòng khách. Mình phải xác định đúng vị trí người ta xử nó mới vô. Bố lại mày. Nhưng con mà đây là đâu? Trước công đường con phải cẩn thận mồm mép. Dạ. Là vì con phải nhớ là miệng nhà quan có gan có thép, hiểu chưa? Chưa, hiểu chưa rồi. Mà tại miệng con có kéo có dao sợ gì. Trời ơi, có gì đâu con sợ mà con nói bố nghe. Bây giờ con góp ý thiệt, cha con mới nói cái môi bố thâm đen lắm rồi, con mụ đớp mụ đi đâu vậy, không biết ta đang nói chuyện mất lịch sự dễ sợ luôn à. Nói bố nghe nha, cái đó là cực dữ lắm á, đừng có bẩm mà ăn nói chuyện mà như vậy hoài rồi mất mẹ cái môi, mà cái mặt không có cái môi rồi sao mà coi, mà cái mặt đã xấu rồi đó. Đứng vào đây, đứng vào bên này cho bố nói chuyện. Người ta góp ý không nghe.
Chỗ này là công đường chứ không phải chỗ mà hai cha con đứng tâm sự. Dạ. Thế bây giờ ông nói thế nào? Dạ thưa hai cụ, sách có câu: con dại cái mang, tội quy vu trưởng. Con Màu nhà tôi nó còn dại. Nào. Nó lỡ dạy, nó khôn 3 năm dạy 1 giờ. Đâu có là 1 giờ đâu, 10 phút là xong hết trơn à. Đâu có tới 1 giờ dữ vậy trời ơi. Trời ơi, thiệt. Đi ra quyển đường 10 phút nói 10 phút, 1 giờ nói 1 giờ. Người ta biết giờ giúp người ta sửa, 1 giờ nó chạc thêm tiền trả chết luôn. Con là thật lòng lắm. Tao lại mày. À, dạ thưa, xin hai cụ cũng nghĩ đến cái tình mà hai cụ quanh năm suốt tháng ăn nhậu ở nhà tôi mà xin nới tay này, làm phước ạ. Tôi nói cho ông biết nhá, quân pháp bất vị thân, phép vua còn phải thua lễ làng. Cả năm nay bố trên sư nó làng mới vớ được cái một vụ chữa hoa. À, nói vậy hôm nay em không mở chữa. Hàng, em mở hàng có chữa đầu tiên đó hả? Mày đấy, mày chữa đầu tiên đấy. Đúng rồi, tiếp tục xử đi ông xã. Dạ không. Bỏ qua bữa nhậu uống. Dạ không, tôi đâu có dám xin hai cụ bỏ qua. Chỉ xin hai cụ dơ cao đánh khẽ cho cha con tôi nhờ ấy mà. Này, tôi nói cho ông biết nhá, bây giờ là ăn thua là con ông thôi. Nó có chịu khai hay là không chịu khai thôi, trong hồ sơ tôi đã ghi rành rành ra đây này. Thế con Màu mày có chịu thú tội hay không? Dạ. Xã ơi, xử lẹ lẹ đi, còn ăn trưa nữa, đói quá rồi. Trời ơi, mày đặt ăn trưa rồi đó, thân mày lớn mà mày đặt ăn hoài. Này, phiên tòa bắt con đứt. Dạ. Mang cái búa ra đây. Tiên sư mày, cả cái đình này có mỗi cái búa này gãy mẹ nó cán luôn đâu. Trời ơi ông. Ờ đó vậy đi. Trời ơi dạ. Cái búa mà bà làm gì bà cầm cái hồ lô. Dạ đây. Ôi sao ông xã. Đó tay ông. Đỡ phụ cây. Ôi giời ơi. Tiên sư nhà mày chứ không, nhẹ không còn cái búa nào à. Mày mang cái búa này cái trọng lượng nó gấp 4 lần tao rồi. Cầm có một tay mà ông cầm thế cả người. Mày lực lưỡng thế kia mà. Người mày không cần tập tạ mày cũng đấy đà thế. Tao thì người ta cầm cái này cho tao chết à. Này. Xài tạm đi. Bây giờ thế nào? Phiên tòa bắt đầu đây. Dạ. Mà nói cho Quang Nga nha. Nói Quang Nga nè, biết sao mà ba của con nói tiếng Bắc mà con nói tiếng Nam không? Tại con muốn chơi sóc hàng đó. Con nói thiệt đó. Đừng có nhìn con giải thích thôi. Là tại vì hỏi ổng kìa hồi nhỏ đó, hồi lúc mới nhú đầu lớn được cái chút cái chân luyện mình vô nội trú Gia Long đó, rồi xong toàn là nói tiếng Lam quên mẹ tiếng Bắc. Cái này thì ông xã khỏi có thắc mắc. Tôi cũng dân Bắc Kỳ nè, nhưng mà hồi đó vô trong Nam làm đồng điền con su riết là quên tiếng Bắc luôn à. Dạ đúng rồi, thì ông vô đó ông cạo mũ ông ăn riết là ông quên mất tiêu rồi. Ông ấy, nó nói tôi còn tin, còn ông nói làm sao tôi tin được. Tôi nhìn cái giấy khai sinh của ông đẻ Cà Mau mà. Ủa, nói vậy chắc tôi xài lộn khai sinh người khác. Cô trắng thì thiệt. Này, dạ. Bây giờ thế nào? Dạ. Này, tao bảo cho con Màu biết. Dạ. Cái làng này ấy, là nổi tiếng là mẫu mực. Dạ. Nhá, gương mẫu về thuần phong mỹ tục. Dạ. Quá chồng ấy còn chưa được tái giá nữa. Tại sao mày là con gái lại chữa hoang? Tại vì bữa có mang thuốc mà quên uống để ngừa. Con này mày bẻ mép vậy? Thì có sao tao nói hỏi vậy? Mày này. Dạ. Mày ngủ với thằng nào ấy mày phải khai ra để làng bỏ tù nó. Mày không khai á mà mày đi tù này rồi bố mày phải làm cố đại cả làng. Tổng số dân làng ở đây là 1.800 nhân khẩu, nặng lắm đó nhà con. Con nghe chưa con Màu, nghe chưa Màu? Ủa bố ba khóc hả? Tao khóc rồi. Tao ơi mà cái giọng ấm tưởng Trần Thái Hòa nó hát đêm đông. Giọng trầm quá. Trong cái đầu mày nó phen này thì bố phải bán nhà mất con ơi. Dạ? Thị trường địa ốc nó đang xuống, bố không muốn bán con ạ. Dạ. Thôi thương bố khai đi con. Đứa nào làm mày có bầu khai đi con. Trời ơi con cũng muốn khai lắm mà tại vì bố đó cúp điện không nhớ mặt được thằng nào. Cúp cái đầu mày chứ cúp. Ừ mày coi đây này. À, đừng ba ơi, trời ơi sang xuân nay nhiều tiền ba đừng, mấy quan này tham lắm. Ba ơi đừng mà. Mày đi ra chỗ khác. Ba đừng. Cúp cái gì? Đây đây mà coi đây. Trời ơi hết hồn chưa. Trời ơi sang xuân nay mà chơi đồ 8 thế kỷ trước á, chịu nổi không? Đây, mày coi đi. 1.800 người
mà 10 người một hồi vị trí là 180 thôi. Xin lỗi đi, thôi là bàn đó phải không? Đúng rồi. Rồi ba nói tiếng Bắc còn dịch sang tiếng Nam đi. 180 bàn có gì đâu lo. Ba cho mỗi một bàn một dĩa cơm chiên cá mặn, sốt một đống muối thảy vô trong đó, nó ăn một muỗng, nó uống 80 ngụm nước, nó loài bụng, nó là bụng đâu nữa à. Em muối với cá mày không mua tốn tiền hả con? Sao này? Dạ. Bố con mày phải hiểu là cái làng này toàn là chức sắc việc làm đấy. Dạ. Nhá. Chứ không phải cô hồn đâu, muốn bố thí cái gì ăn thì phải ăn. Dạ. Cụ Tránh, menu soạn đâu rồi, đọc cho chúng nghe đi. Có đây, thức nguyên đêm đó. Trời ơi, thấy ghê không? Special menu for chữ hoa. Trời ơi. Món thứ nhất, đặc sản ốc dồi dồi. Thứ nhì, lobster xào hành gừng. Thứ ba, dì cá nướng tui. Thứ bốn, nhung nai chân cách thủy. Thứ năm, sừng tê giác đậu trắng. Thứ sáu, móng gấu ngâm mật gấu. Thứ bảy, gà đen hầm thuốc bắc. Cụ ơi, gà trắng còn chết chứ xá gì gà đen. Đấy là còn thiếu đấy. Còn thiếu một món tráng mồm. Trời. Đúng rồi, dessert vịt Bắc Kinh. Cái gì vậy bố? Con nghe chưa? Dạ nghe. Mấy món kia sơn nào hải vị như thế. Dạ. Rồi đến món tráng miệng nó còn đòi vịt Bắc Kinh thì bố tao sống dậy chịu cũng không nổi đừng con. Đừng có lo ba, đừng có lo. Trời, mấy ổng tham ăn vậy đó, ăn tráng miệng mà đòi ăn vịt Bắc Kinh. Vịt nó đâu có ít mỡ đâu, kệ cho nó ăn đi, mỡ đóng ở trong mỏ nó khỏi thở đâu con. Con thưa thương bố khai đi con. Dạ. Bây giờ mày có khai hay không? Trời ơi, con khổ quá, ác bức quá, em khổ quá. Chánh ơi, Chánh, em nhiều boyfriend lắm, làm sao nhớ được. Con ơi! Em bị tim thòng mà. Ông xã ơi, bé màu tim thòng, tôi thì thòng tim. Ông cứ gõ búa hoài, nó cứ xỉu, nó xà vô người tôi. Già rồi, sức đâu chống nổi. Con kia, mày đứng lên ngay. Dạ. Mày thì tim thòng, ông này thì thòng tim. Dạ. Mày cứ sắp sắp vào thế để ông thòng hết xuống bây giờ. Trời, đừng có lo, cỡ tuổi ổng mà còn cái để thòng là cũng mừng lắm á. Bước sang bên này. Dạ. Này. Dạ. Bây giờ thế nào? Hay là con chỉ đại được không? Áp bức quá chỉ đại được không? Con thông minh quá. Đó. Con cứ chỉ đại đi rồi cha con. Mình thoát ra. Nè. Cái làng này đâu có máy thử máu đâu mà con sợ. Công nhận cha khôn hơn con quá. Bây giờ trong làng này cha thù thằng nào cha nói đi. Nói gì? Con khai ra là chết mẹ nó luôn chứ cây. Bố nói cho con nghe, nếu mà thù thì bố thù cả làng. Nhưng mà bây giờ như thế này, con cứ chỉ đại cái thằng năm con cụ Tránh vô. Tại sao phải chỉ thằng đó? Tại vì bố ghét nó lắm. Tại sao vậy? Tại vì nó đánh cờ tướng nó cũng ăn bố nè. Dạ. Nó trọi trâu đá gà cũng ăn bố hết. Dạ. Chỉ thằng đó. Là tại vì bố dở quá rồi, yếu yếu bày đặt ra gió già, bày đặt chơi với con nít chơi không lại rồi thù giặc người ta. Thôi được rồi thằng, thằng năm hỏng được. Tại sao không được? Nó bê đê. Trời trời, bê đê làm sao làm có bầu, người ta phai đau ra con tội đứt bồ luôn à. Này, bậy, phải khai là phải khai cho đúng tội, phải dạ. khai cho đúng người. Dạ. Mày ngủ với thằng nào mày nói nhanh lên đây. Ờ đúng rồi, không khai hả thì cho đi tù một không đi. À. Con ơi, con nhớ chưa? Con nhớ ra rồi. Cháu nó nhớ rồi. Nghe nói chuyện mà nóng rồi. Mũ đếp. Dạ. Sao mày không mở máy lạnh? Ôi trời ơi, sao cụ lẩm cẩm thế? Giữa sân đình làm gì mà có máy lạnh? Vậy mày không biết đứng sau quạt người ta à? Vâng, để con đi lấy cái quạt. Nóng quá. Con nhớ chưa, con khai đi, hai cụ đang chờ con đấy. Con nhớ rồi đế đi ơi. Con khai đi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Vậy thì em kể đi. Con nhớ rồi xã ơi. Khai đi. Dạ, con khai đây. Con kể đây. Kể đi em. Tôi kể các người nghe. Cháu nó kể. Đời con thì mâu thực là sung sướng. Đến tuổi cặp kế cô có nhiều trai theo nên lắm điều mộng mơ. Sao vậy? Tần khúc chiều mưa nguyện anh chinh. Cái mồm, bây giờ ta bảo mày khai. Kêu ngao. Ta bảo mày khai chứ mày lầm bầm mày đọc cái gì đấy. Từ từ nó phải có mở đầu rồi tới giữa nó mới kết thúc được đó. Mưa mỗi lúc một tô, cô mới tìm chùa trú mưa. Xong cô mới ghé vô nhà.
Nó ghé qua nhà ai? Ý không phải nhà mà là chuồng bò. Nhớ rồi, chuồng bò. Cái tự nhiên có một ông to cao, ông tiến tới gần con và ông hát gì nè. Đêm nay ai đưa em về, đường khuya mưa rơi náo nề. Con nghe hát xong rồi con xúc động bồi hồi. Gì kỳ vậy? Bà Mau ơi. Ta bảo cái sư con này nó chuyển tông liên tục nhỉ? Bộ nó hát hay lắm hay sao mà mày xúc động? Hát dở ẹt à. Mà tại vì con nói bà nghe chuồng bò nhiều rơm lắm. Mà bà có nghe câu này không? Lửa gần rơm cháy chuồng bò rơm. Này dạ. Cái lửa gần rơm đấy mày bảo mày thấy chuồng bò rơm nhiều thì ít nhất phải mày phải nhớ được cái mặt nó chứ. Trời. Mày tả cái mặt nó xem. Trời đấy, ơi đấy, trời đấy. Lúc đó con mắt nó liêm diêm rồi làm sao mà thấy được mà nhớ. Trời ơi hỏi ác ghê rồi trời ơi. Con ơi con không nhớ rõ để con cũng phải nhớ láng máng nó là nó cao hay nó thấp hay nó béo hay nó gầy chứ con. Đúng rồi đế đi nói đúng rồi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Nhớ hả? Anh ấy to cao. Sao? Mặt tròn. Rồi sao nữa? Anh ấy có hàm râu bạch kim. Hả? Và có một cái đặc điểm nhận dạng chính xác. Đúng rồi, một rồi. Một rồi. Tóm cổ thằng Chánh nhớ rồi. Nghe lên. Cái gì? Ông xã nói gì? Tóm cổ mày nhớ lại. Mình mất xong tự nhiên mà tóm cổ tôi là sao? Nó tả ông rồi còn ai nữa. Tướng ta to cao mặt tròn như cái nguyệt. Có râu bạch kim. Có cái nốt ruồi bên mép. Tiên sư mày bắt nó ngay đi. Ê khoan. Con Mau, tao có thù gì dòng họ nha mày. Mày bị đỡ hại tao. Thằng Mau ăn nóc bắt tao đổ vỏ hả? Mày chi tao có chấm bút gì tao mới gần mình tao chịu chứ. Ông giận lắm phải không? Ông xã, kết thúc vụ án lại lên. Để nó đứng nó khai tầm bậy tầm bạ hồi hả? Tới tay vợ tôi, nó đuổi tôi ra chuồng bò ngủ thiệt không phải chơi à? Ta kết thúc vụ án này. Trời ơi. Ôi giời, cái này nó nặng thế. Ông cần con phụ không? Mày đỡ lên họ ta cay. Ông xã người ông nhỏ mà búa ông to quá. Tiền An, Quang. Đứa nào đây? Ai vậy? Quang. Gì vậy? Quang. Gì vậy? Quang. Các người đừng tuyên án. Đừng tuyên án. Mày là đứa nào? My name is No. You know? Yes, I am No. Dạ, thưa hai cụ, thằng No này là cái thằng nó ở đợi nhà tôi đấy ạ. Tôi chính là thủ phạm, là tác giả bào thai của Thị Màu. Anh nhận vậy là anh ở chịu ở tù thay thế cho em hả? Em Màu ơi, bao nhiêu năm qua anh hầu hạ em, anh bưng nước cho em rửa chân. Yes. Cho nên anh thường xuyên rình coi em tắm. Trời ạ. Nhưng mà em ác lắm Màu à. Hả? Tại sao em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy chứ? Em làm cái gì chứ? Tại sao em lại tắm vào ban đêm kia chứ? Em thích. Anh rình hoài mà không thấy gì cả. Trời ơi, em biết là nỗi quốc ức của anh như thế nào hay không? Cho nên anh tha thiết yêu em giống như trong cồn người phu khiên kiểu cưới. Và hôm nay sao anh? Anh quyết định tới đây bày tỏ tình yêu của anh với tất cả mọi người bằng cách nhận anh là tác giả của cái bào thai này. Hết. Hay quá anh ơi, trời ơi, con người anh nhỏ bé mà tâm hồn anh cao thượng quá. Mà trời ơi, mấy con quỷ kia nó ác ghê, mấy lâu nay nó đồn anh bóng. Không, anh không bảo. Thì đó, em nói đâu có thằng bóng nào mà xấu dữ vậy. Trời ơi, anh ơi, em nói cho anh nghe. Cô giáo ngày xưa có dạy em rằng. Hả? Mậu. Anh, cô nói đừng thấy thằng nhỏ con mà tưởng rằng trong người nó thứ nào cũng nhỏ. Không đâu, trời xanh có cái này cái kia. Nếu tất cả đều nhỏ, trời sẽ cho nó cái khác bự để bù. Cái bự của anh là trái tim anh đó nơi. Em Mậu. No. Em hãy ráng. Dạ. Giữ gìn sức khỏe nha. Dạ em biết. Anh ơi, vào trong tù cẩn thận nha. Anh biết rồi. Qua cha em dặn dò gì? Dạ thưa ông. Thôi thì đến nước này thì thôi con cứ vui vẻ con vào ở tù nhá. Dạ. Thế thì mãn hạn ra đó thì ông lại cho con về nhà ông con ở đợi tiếp tục. Trời ơi. Dạ. Cuộc đời con hết ở đợi tới ở tù vậy ông? Anh
em. Hả? Anh chia tay với em nè. Dạ. Anh chúc cho Màu mẹ tròn con vuông nha. Trời ác quá, tôi tròn vậy nó chút nữa tôi lăn hay gì trời ơi. Con tôi mà vuông làm như bánh chưng bánh dày. Em Màu. Anh Nô. Hãy ráng chờ anh em nha. Yeah. Đừng lấy thằng nào nhé em. Oh yeah. Anh hứa khi ở trong tù. Sao anh? Anh sẽ ráng tìm cho được lá diêu bông. Trời ơi. Oh, yeah. Để anh về em gọi anh là chồng. Anh ơi, ráng nha anh, ráng ở tù nha anh. Xong cố rồi. Gắng ở tù cho tốt nha anh. Anh biết rồi, xong rồi, chia tay xong rồi. Tiền An. Quang. Chuyện các người cứ làm. Trời đất ơi. Lửa là phải hủy. Ra tay đi. Sao giống đời cô lũ quá vậy? Thì đó bây giờ chuyển sang đời cô nô. Trời ơi. Mày đang đỡ cái búa sao mày về thả ác thế hả thằng Lô? Con cũng đỡ cụ mà. Không sao. Bắt nó đi. Đem nó đi ngay đây. Dạ. Em Màu. Dạ. Màu. Anh no. Đem nó đi. Em Màu. No. Đem nó đi đi. Đem thì nó đi ngay. Con tao mày. Tụt mấy tao bây giờ. No. Nghe anh nói nè. No. Xin phải hôn anh một lần. Con em sẽ hôn anh. Ngày mai ta ra xa nhau thật rồi. Cô tránh. Em biết khi tàn bóng đêm. Oh yeah. Bình minh rồi sẽ mang anh thật. Bè tiếp nha. Come on, come on. Tiên sư chúng mày, bây giờ còn chờ đến bình minh mới mang nó đi à? Mang ngay bây giờ. Em Màu. Tôi khổ thân ghê vậy đó. Ngày nào cũng vậy á, sáng sớm ngủ dậy công đi miết ra ngoài đường rồi tới tấu ông gì à. Rồi ở nhà tôi á, tôi lăn lộn tôi làm việc cả ngày, ông không có chịu về đây ông phụ tôi. Rồi bây giờ tôi nấu ăn rồi ông cũng không về ăn nữa hả? Ông ăn không? Rồi tôi hỏi ông có ăn không? Ăn thì ăn mà ông ăn thì đổ cho chó nó ăn, đóng cái cửa cài cái then là tét cái đen mà đi ngu. Bây giờ ông ngủ luôn phải không? Ông chích cao luôn cho rộng hơn. Bực bạo à. Trời ơi, cái gì mà đang tụng kinh ở chổng à? Đó, mà nghe cái giọng của chị lồng lộng vậy đó. Sao? Bởi ta nói trong đời, nó trong đời nó hay dữ lắm. Trời ơi, bởi khổ ghê vậy đó. Nhà ông đi. Tôi nói rồi, con người ta sống nay chết mai lắm. Mới thấy ảnh sừng sững đây mà bây giờ ảnh chết rồi hả chị? Chồng chị đó chết rồi hả? Bà vô duyên, đừng có bà vô duyên. Để ở nhà tôi. Còn đang buộc của nãy chú xanh chưa cúng thì đem qua dặn cho bụng chồng bà liền. Đợi tôi chút nha. Chồng tôi chết rồi nào. Tôi nói là anh ơi, anh về ăn cơm với em. Anh không ăn thì anh chích cha anh luôn đi. Vậy chứ chết rồi nào. Công nhận chả chồng nào có phước mới lấy được bà đó. Nhiều khi chồng mình đang khỏe vậy đó, mà nhờ mấy vợ như bà rủa ngồi mà đang đi ngã ngửa ra người ta khiêng về. Nấu cơm sẵn luộc trứng luôn đi, lát cúng ổng. Bởi vì tôi khổ ghê vậy đó. Khổ tâm lắm chị ơi. Khổ cái gì mà khổ. Em có ông chồng mà ông bỏ em, ông đi cả ngày à. Em nói anh ơi, tôi anh ở nhà cho em miếng đi. Vậy mà không ở được một miếng nào luôn đó chị. Thôi đi bà đừng có gạt tôi bà. Trời ơi. Nè, chị em phụ nữ với nhau nha. Mấy chục năm nay tôi ở không có chồng. Tôi rảnh tôi làm gì? Ở bên bà dậu tôi gình gia đình bà tôi không hay hả? Hả? Trời đất ơi. Ở ngày cả ngày làm gì chứ có tụng kinh xong rồi gình gia đình bà làm gì tôi không biết vậy đó. Không cho miếng, cho 8 miếng bà mới đẻ ra 8 cục, không cho lấy đâu ra đẻ. Thì đúng rồi, hồi đó thì ổng cũng cho 8 miếng thì ra 8 cục. Bây giờ già rồi tôi xin nửa miếng để ra nửa cục ổng cũng không cho nữa đó. Trời ơi, bà nghĩ sao chứ cái lứa tuổi của bà mà giờ ổng cho bà nửa miếng đẻ ra nửa cục, đẻ ra quái thai quái vật cái bà. Bởi vậy nè, bây giờ đời rồi. Cực khổ quá chị ơi. Trời ơi, đàn ông mà không bao giờ thích vợ mình nữa. Tôi cực khổ quá mà chị. Không lẽ... tâm. Ây cha. Về tụng kinh sám hối không ạ?
Đứng lại. Mày giữ nguyên cái hiện trường đó cho tôi nghe chưa. Cái đời tôi ghét nhất ai qua đây nói chuyện mà nói chuyện nửa giờ đó chị biết không. Mình nói thì mình nói cho hết cái chuyện của mình đi. Bà không có nói hết cái chuyện. Cái bà đứng ra bà, bà chấp giá bà hết hà rồi xong bà cái chẳng lẽ ổng. Bà làm tôi thèm quá. Bà làm ở bà cỡ tôi nghe được không bà nào. Thôi tôi nói mất công tôi nói tôi nhiều chuyện. Không tôi nói cho chị nghe. Bây giờ mình sẵn ở đây á chị là bà chính rồi. Mà bây giờ chị nhiều chuyện mức độ mà ta kêu chị bà tám luôn rồi. Thôi bây giờ chị nhiều chuyện cho tôi nghe luôn đi. Tôi lại chị mà. Ồ vậy hả ta? À. Nhưng mà trước khi nói cho tôi giải lao cho đứng cái tư thế nè coi kỳ lắm. Đúng rồi. Cái này xuống tấn mà xuống luôn không có đường lên nè. Tôi còn mệt nữa đây nè. Tôi nói chị nghe bây giờ đó. Tôi nói thiệt với chị. Bình thường tôi không bao giờ mà tôi cảm giác vỗ vỗ nó lên lại vỗ lên. Hả? Trời đất ơi. Chị mà khổ cực. Có tuổi rồi còn mày đặt tập dưỡng sinh mà tập thế này nữa. Khó chịu vậy. Hôm bữa đi ngang nó mắc cho luôn nguyên buổi sáng mai phải đi nhà thương đó. Đây nè. Ừ. Cái vòng mà đi luôn như vậy mà xin hoài không cho một miếng á. Có vợ bé chắc. Hả? Cái gì có vợ bé hả? Dám đâu. Chồng tôi dở gì mà không dám làm ba cái chuyện rùi bu kiến đậu đó. Có vợ bé. Trời ơi, ổng không bao giờ ổng dám bắt cá hai tay. Tôi nói cho chị nghe. Chị, cái lứa tuổi của chồng chị phải nghiên cứu là đúng. Cỡ tuổi ảnh bắt cá bằng tay sao bắt được. Lứa tuổi của ổng giờ ổng thả lưới rồi nè chị. Lùa lên lượt cái nè đó. Lên lần cá thúng cái mà lựa lựa lựa. Cá tươi ổng vứt cá ương cỡ chị dục phạt. Giờ thả lưới không à. Không có đâu. Đàn ông bây giờ vợ chồng tôi là thề non hẹn biển, chung thủy sắc son, kem nem hạnh phúc, răng long đầu bạc đó. Trăm năm á là hứa với bà thôi. À. Còn hứa mấy con bồ nhí của ổng là ổng hứa tới 1000 năm nè. Nha. Thời buổi bây giờ không có đầu bạc, nhuộm tóc hết rồi. Thấy đâu ông nhánh ông. Chưa nữa. Đàn ông 10, ông là hết 11, ông có bồ nhí rồi. Trời ơi, tôi ở không nè, kinh nghiệm là theo rình rập biết hết. 11 ông có bồ nhí á, là đó là ở ngoài đường. Còn riêng chồng tôi đảm bảo bà không bao giờ có bồ nhí. Ổng là người thứ 12 đó. Tại sao có bồ nhí? Tại bà nhìn kỹ ông đi. Ổng nhìn ổng cơ thể rắn rỏi vậy thôi chứ súng ống hết đạn rồi không có sai được chị ơi. Sai, sai, sai. Mấy bà vợ quá tự tin. Súng hết đạn là đối với những cái tấm bia mà nó rẹo như bà vậy đó. Nha. Đó, đó. Cỡ này mà có đạn nó chả cũng giấu nữa. Nha, để dành kiếm những cái tươi xanh vàng thè mới bắn nè. Thấy chưa? Nghĩ sao mà bà tự tin quá. Trời ơi, nhưng mà chẳng lẽ, mà chẳng lẽ ổng, ổng gì? Mà chẳng lẽ ổng đi thiệt vậy đó hả? Còn gì nữa, ổng tự tôi thấy ổng lết từ ở nhà bà. Trời ơi, nè, chị nói gì là chị nói không có đúng. Trời. Tôi thấy nha, chồng tôi nha, sáng ổng ngủ dậy nha. Sao? Ổng trườn xuống cái giường. Cái ông lết ra ngoài đường, ông đi đâu có nổ đâu. Ông đi ngang qua nhà bà, ông bẻ hết cái bụi tre nhà bà, dạt hết. Trời thấy không? Trời ơi. Lấy cái thế ông chống, ông đi được đó. Trời ơi, bụi tre của tôi tàn mạc là do chồng bà đó hả? Chứ còn cái gì nữa? À, này bà tự tin nữa. Cuộc đời của bà sao mà nhiều lúc bà tự tin ghê. Bà biết ghé ngang qua nhà tôi bẻ hai cái tre để làm gì không? Làm gì? Ông chống hai cái tre để ông bảo dưỡng hai cái chân ổng nè bà nội. Ông đi phà, phà tới nhà nhỏ đó, ông mới bẻ cái tre ra. Ông giục cái tre lúc đó, ông mới phóng lên giường, ông xài cây củi. Hiểu chưa? Trời ơi, gì là nào giờ là ông lấy cây củi ông đi xài ở ngoài đường. Chứ còn cái gì nữa. Bụi tre tôi tàn mạc là nhờ chồng bà bảo dưỡng hai cái giò đó bà nội. Trời ơi, sao mà đời tôi khổ dữ vậy trời. Vợ chồng sống như nhau không yêu đương nhau nữa. Thì mình nói một tiếng để tôi ra đi. Tôi cần một cái hạnh phúc khác để cho ông có hạnh phúc. Nỡ lòng nào mà ông, ông lén lút như vậy ơi chị. Trời, bà đừng đứng gần tôi, bà đứng đừng lấy cái khùng người tôi nè bà nãy. Trời, bà nghĩ sao? Bà hỏi tất cả mọi người dưới đây coi, chơi lén nó sướng hay chơi công khai nó sướng? Tất lén. Tất nhiên là lén lút nó phải sướng rồi chứ. Hồi nhỏ bà không thấy má bà chiên đồ ăn sao? Bà đi ngang cái bà lủm miếng bỏ miệng ngon không? Đến khi dọn nguyên mâm vô mặt bà ăn có nổi đâu. Cũng giống như tôi. Thấy không? Thấy tôi không? Body hết sảy. Ra ngoài bờ xăm tắm lộ thiên không có thằng nào rình. Xung má tôi về nhà tôi lấy cái bồ lúa nè. Tôi quay lại tôi đứng ở chồng tôi tắm 80,000 thằng nó tới nó rình. Tôi tắm gần tiếng nó rình tiếng rưỡi vậy đó bà. Chỉ có lúc mà tôi quay mặt qua nó mới bỏ chạy chơi. Cái dòng rình rình nó mới đã. Bởi vậy rình nó đã dữ lắm. Tôi đã trải qua cảm giác này tôi biết mà. Bởi vậy mà không phải là ở dài đâu ngang với chồng tôi đó. Nhưng mà sao? Sao? Kỳ này mà ông về đây nha.
tôi mà biết ổng lén phén như vậy nha, tôi thờ với chị nghe chưa, là hả, tôi xé ổng ra, tôi băm 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 làm trăm mảnh, tôi thả cho ké nó ăn. Cái này để xài não, thấy không? Phải xài bằng cái này, chứ không có phải cái gì mà chị cũng đòi xé được. Khô mực mà còn có nhiều loại xé mà, đúng không? Chị mua mực về có loại chị xé bằng tay, có loại chị cắt bằng kéo, có loại chị phải bỏ vô má chị cán cán cán. Cỡ chồng chị nó bỏ vô ba bố lấy bố tạ dần chưa chắc mềm. Dùng não. Trời ơi, phải dùng não hả chị? Ừ, tôi rành ổng lắm. Ủa mà sao chị rành vậy? Không lẽ chị là... Không lẽ gì? Chị là vợ bé của chồng tôi. Sao bà rành chồng tôi với bà nào? Cái bà nói là bà... Trời ơi, em có phước là vợ của ảnh hả? Nó thiệt cái chị á, không có cho anh bẻ che đâu. Tôi làm cho ổng hai cái nạn, ổng chống phà phà luôn. Lúc nào cũng sẵn sàng xài củi. Bây giờ vậy là coi như là chị không phải, phải không? Phải, bị bả không à? Không nói phải thèm chứ. Không phải, bởi vì bả mới vậy nè. Nhưng mà hả, bây giờ kỳ này nha, tôi nói thiệt cái chị nghe chưa, ổng ở về đây á, tôi mà tôi không có bầm ổng ra trăm mảnh, tôi cho gà ăn, vịt ăn, tôi quăng chị luôn á. Ôi đừng có bầm, bực. Trời ơi, bà xài không được mà cho tôi xài chứ mới đâu bầm ra được chứ vậy. Trời ơi, cái đồ dùng được thì bây giờ làm hư hỏng. Tao tôi nói chị nghe, không xài được là mình quăng cho chó nó ăn, không có cho người khác xài. Không không, phải dùng não. Dùng não. Bây giờ tôi chỉ chị nè. Phải nói cho tôi nghe, tôi ở không làm gì, tôi nghiên cứu phải vụ này dữ lắm. Bây giờ tôi hỏi chị trả lời nè. Có bao giờ mà bà thấy cái hình ảnh mà ổng đi về ha, ổng hát vu vơ rồi liên thiên lâu lâu cười mình như mắt bố? Hình như có à nghe, hình như có. Có bao giờ thấy ổng đi ha, rồi cái bật lên hát một bài mà không hết câu, sau đó hít gió mặc dù còn cái nú không còn hơi thở? Có không? Hình như có luôn. Ê bà nói bà chắc chắn đi bà. Trời ơi, cái vụ đánh ghen mà bà hình như hoài, nó đánh bỏ lộn tôi sao? Có không? Hình như có. Hình như chắc. Chắc chắn có. Chắc chắn có. Có bao giờ mà thấy bận quần này áo nọ? Quần này áo nọ có luôn. Sức dầu thơm thơm phức. Sức dầu thơm thơm phức. Có không? Nhà tôi thì không có dầu thơm, mà tôi thì bán xương sáo, tôi xài dầu chuối. Mỗi lần mà tôi tìm chai dầu chuối mà không có, tôi ra tìm ổng, trời ơi, người ổng mùi dầu chuối sực nứt từ đầu tới chân bà. Trời ơi. Chính rồi chị ơi, chồng chị bây giờ là chơi cao cơ hơn mấy thằng tầm thường rồi. Mấy thằng quỷ bình thường là sực dầu thơm thôi, còn cái này chồng chị quất luôn dầu chuối. Con gái mà nó nghe mùi chuối là tôi chỉ bay vô cặp chuối thôi. Trời ơi, chồng chị bây giờ là số 1. Chồng chị bây giờ là cái như là sao cái mùa này là ổng bán dầu chuối, không bỏ nghề bán xương sáo luôn. Chết rồi, bây giờ tôi phải làm sao chị? Dùng não. Trời ơi, bây giờ tôi bực mình. Đừng đừng cào cấu về, bình thường đã xấu lắm rồi. Bình thường đã khủng khiếp lắm rồi, đừng cào gì hết. Bây giờ mình phải dùng não. Tôi chỉ chị nè, bây giờ ông ăn chả, bà phải ăn nem. Bà vô duyên quá. Sao vậy? Tôi đang bán xương sáo đang ngon vậy, tự nhiên bà kêu tôi bán bún thịt nướng gì vậy bà nào? Cái gì vậy? Cái não của bà bỏ qua đi, tàu hũ ở chổng không à, không có gì xài được con mẹ gì nữa hết trơn á. Trời đây nè, tôi nói ông ăn chả bà anh em, có nghĩa là bây giờ ổng quần này áo nọ, ổng đẹp là ổng lẫy thì bà cũng phải làm y chang như vậy, hiểu không? Bà phải làm cho đẹp lên là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bà phải âm thầm điều tra. Âm thầm điều tra hả? Khi nào mà có chuyện bà hãy bùng phát lên. Ê bà tôi bà nói tôi phải sửa sạn lên hả? Đẹp. Mà tôi giờ tôi đẹp quá rồi mà, tôi thấy tôi đẹp lắm mà chị. Bớt giỡn đi nha. Hả? Sao? Ăn cơm không giờ dám bê cái bà đây ăn hết trơn hả? Ủa sao vậy? Sợ ngắm bà ối vào tô cơm đó bà. Bà gan quá. Phải không? Tôi dặn này nha. Sửa soạn cho lộng lẫy, đẹp đẽ, âm thầm điều tra. Nhớ chưa? Rồi khi mà ổng về đó, xử với ổng, nói chuyện với ổng, xử với ổng xong. Lỡ có chuyện gì kêu cấp cứu đừng kêu tôi nha. Rồi. Tôi về nha. Trời chị về hả chị? Trời ơi, chị về mà sao chị không có đi bình thường, chị chui qua lỗ chó không vậy chị? Cái đường bình thường nó không có tới mục đích, hiểu không? Đi đường này, nói nghe nè, có chuyện gì nhớ kêu xe cấp cứu được. Rào. Ê, nói nghe nè. Hả, cái gì nữa vậy? Cho tôi lại nha, tập cái tư thế này đi, cái giò nó mỏ dữ lắm. Tôi về nha chị, tôi mỏ dữ lắm, tôi về nha. Trời ơi, sao tôi khổ ghê vậy đó trời ơi. Chồng tôi kỳ này về là chết với tôi luôn á. Chồng đâu rồi, giờ này nó còn chưa về nữa chứ. La la la, la la la, la 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 la. La la la. Ông làm gì vậy? Hít gió. Hít gió ha? Không ra tiếng mà ra toàn nước miếng không à ha? Bà này. Trời, đúng rồi. Mới nãy bà có nói với tôi, hít gió không ra hơi mà cứ phù 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 mà ra nứu không à? Rồi, biết rồi. Trời ơi, đúng rồi. Chính nó luôn rồi.
quần đọt chuối mà áo màu cam lè. Quay lại tôi coi coi. Trời ơi, mặt bà ba mà còn đóng thùng nữa ha. Trời ơi, bỏ áo vô quần ha. Trời ơi, mặt bà ba mà nó còn đeo dây nịt nữa mới ghê chứ trời. Trời ơi, cái thời trang gì mà ngộ nghĩnh dữ vậy trời. Có vấn đề rồi. Ủa con gì vậy? Con gì mà kêu thế ghê vậy trời? Trời ơi, bà làm cái trò gì vậy? Hả? Tôi hửi. Tôi hửi rồi tôi mới biết nghe chưa? Hửi cái gì? Trời ơi, toàn mùi dầu chuối không nghe chưa? Mùi dầu chuối từ đầu tới chân. Bởi vì mấy đứa con gái nó vừa thấy ông là nó kẹp chuối ông liền, phải không? Trời ơi, đúng không? Cái gì vậy? Hả? Bà có điên không vậy? Tôi không có điên đâu, tôi đang rất tỉnh nè. Tôi biết rồi, bây giờ ông ăn chả, còn tôi sẽ ăn nem. Ok. Gì? Ok tôi. Ông ăn chả, tôi sẽ ăn nem. Ok. Là cái gì? Là ok đó ông nội. Trời đất ơi, mấy chục năm mình nói còn chưa hiểu đó. Tôi đi đây. Cái bà này vô duyên thiệt. Về nhà mình quyết gió thì nó là phun nước miếng. Trời đất ơi, ăn mặc gì thì là phê bình. Là ăn mặc kỳ cục. Buộc gì tôi nó chắc ăn chứ. Tự nhiên nó được ăn chả rồi bán xương xăm xương sáo hả, không chịu tự nhiên là vô đồ ăn chả ăn em. Bởi vậy ở vậy chứ không có thương chút nào chứ. Mỗi lần mà đứng trước mặt bả nó tiếng yêu quá tôi nổi da gà luôn. Rồi sao không chịu nổi, người khác là bỏ rồi đó chứ cũng mình tôi thôi. Bởi vậy tại sao tôi đang lừa dối em mà sao em không biết? Cái gì vậy? Bà ăn mặc gì kỳ cục vậy? Tôi ăn mặc gì kệ cha tôi. Như cái hộp chị màu vậy bà nội. Kệ tôi. Kết thúc. Cuộc tình mình là chấm dứt. Cuộc tình mình là pháo phè. Về bao tháng năm dần trôi. Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Bà nãy mình phun là phun vô mặt bà mưa phùn thôi. Bà chơi nguyên cái sóng thần vô mặt mình luôn à. Nè, ăn mặc cái vậy hả? Biến đi nha. Nói năng gì mà ăn mặc dơ dái. Anh mới là người dơ dái đó. Cái gì? Tôi nói anh mới là người dơ dái đó. Tôi làm cái gì mà anh nói vậy? Tôi nói anh nghe, đồ nào anh xài được anh xài, không xài được anh để ở trong nhà anh. Còn không anh thiêu quỷ anh đốt nó đi. Tự nhiên anh quăng ra đường là chi cho nó nghẹt cống nghẹt đồ. Ủa tôi quăng gì ngoài đường nghẹt cống? Mới thấy quăng nguyên con búp bê đó. Búp bê nào? Con búp bê mà đỏ xanh vàng gì sùm kia kìa. Trời ơi, đó là vợ tôi đó cha ơi. Bà Tư đó hả? Ờ. Trời ơi, ăn mặc gì mà dị hổm vậy? Bởi vậy. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng búp bê bị hư anh quăng chứ. Tự nhiên biết bữa nay bả làm sao á. Ghê, đứng căng nhăn, căng nhăn. Tự nhiên căng nhăn ông hả? Ờ. Rồi ăn diện vậy đó hả? Ờ. Biết tại sao nữa. Mà tôi nói, tôi góp ý cho gia đình anh nha. Gì? Nhiều khi gia đình anh tôi nhìn một cái tôi thấy giống như thảm họa thời trang á. Thảm họa gì? Thiệt. Mình nhìn gia đình anh không có phát thành. Sao anh nói vậy? Nhìn giống nó than trời chứ không phải thời trang. Nhìn ghê quá. Gì đâu ghê. Ê, bận đồ lưng thun mà đeo dinh nịch. Không nhầm gì đâu. Ờ mà cũng không lạ gì. Tôi học với anh hồi xưa mà. Hồi xưa anh ở trường mà anh còn dám ăn dinh nịch mà. Anh đừng có thào lao nha. Ai mà ở trường mà đeo gì nịch? Mà tôi hỏi anh ở nhà quê này, anh không có cần phải chứng minh, người ta vẫn biết anh là dân làm ruộng mà sao mắc mớ anh đeo cái này để bà thương hiệu này chi? Thương hiệu gì? Đây là làm vườn đó. Trời ơi, người ta là LV ông ơi. Ai biết thì tôi nhà quê tôi không biết cái LV là cái gì, tôi chỉ biết làm vườn vậy thôi. Không biết cái gì chứ cũng mà đặng nói. Ê, ba ăn diện thấy ghê quá vậy? Thì bởi vậy. Ê, đàn bà con gái tự nhiên ở với chồng bao nhiêu chục năm nay bình thường, tự nhiên một ngày nào đó xịt dầu thơm ăn diện như một con điên. Chết rồi, coi chừng bà. Cái gì? Thôi tôi đi về. Ê, không có giỡn. Tôi ghét nhất là bạn bè mà nó nói nửa chuyện nửa chừng mà úp mở mở đi về nha. Anh biết gì nó nói tôi biết. Tôi biết nhưng mà tôi không có nói. Tôi nói ra tôi sợ người ta nói tôi nhiều chuyện. Thôi tôi đi về, ghê quá. Bỏ đây. Anh đừng có xạo ha.
anh thứ sáu ha, sáu bảnh mà người ta kêu anh là bảy bữa là anh biết rồi. Anh mới đâu có ít chuyện gì đâu. Có chuyện gì đó tôi biết. Hả? Tôi ghét chứ mấy bạn bè mà gặp chuyện mà thấy người ta gặp chuyện mà bỏ đi, bỏ rơi đó. Ta dám đồn tôi là bảy bữa hả? Ờ. Được, nếu lỡ mang tiếng thì nhiều chuyện rồi nói luôn. Ê, coi chừng vợ anh có kép nhí. Cái gì? Kép nhí à? Ờ. Không có đâu ông ơi. Tôi ở vậy bả mấy chục năm nay tôi biết bả không bao giờ thay đổi chứ. Trời ơi, đâu có biết được con người mà sao không thay đổi được. Bây giờ tôi nói anh nghe nha. Bình thường thôi, những vật dụng mình xài trong nhà hả? Mua một cái chài, một cái cối nha. Cái cối không bao giờ hư, chứ cái chài nó sẽ mòn. Đúng không? Nhiều khi cái đó là sự thay đổi. Anh đừng có giỡn chơi. Đàn bà không đoán được đâu. Ai thì anh nói gì được chứ vợ tôi không thể nào vậy được. Vợ ai cũng vậy. Ghê gớm lắm. Bởi vì tôi mới ở giá tới giờ không lấy vợ nè. Anh thấy ghê không? Trời, tôi đoán trước được tôi không bao giờ lấy vợ. Coi chừng anh bị cắm sừng mà anh không biết. Trên đầu anh bây giờ có tình hình là nhú nhung nai nhẹ rồi. Thiệt không? Thiệt. Tôi nói cái đó chỉ có một cái phản bội. Có bồ nhí cho nên mới ăn diện như vậy thôi. Đó, thôi tôi về nha. Ê, không có được. Nói rõ cho cùng. Anh căn cứ gì đâu mà nói vợ tôi ngoại tình. Bây giờ nè, tôi hỏi anh, bà có chửi bới anh không? Có. Bà tự nhiên gây chuyện với anh không? Có luôn. Ăn bận rồi xịt dầu thơm không? Có, hồi nãy anh thấy đó. Xong, thua. Vậy thua. Biết bà Bảy có nhà không ta? Trời ơi, tức quá. Vợ tôi bị thay đổi gì sao? Không thể nào nhìn được. Không không, mày kiếm mặt. Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Cái gì? Đàn ông mình phải xử sự trong nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái gì? Nói gì mà nhẹ nhàng? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. Gì bình tĩnh? Anh phải bình tĩnh. Bây giờ tôi nói nghe nè, anh không bình tĩnh được, anh tập theo tôi. Tôi bao nhiêu chuyện rồi tôi vẫn bình tĩnh được. Đó, khi mình gặp chuyện gì mà mình không giải quyết được, mình muốn bình tĩnh lại, mình phải giận công. Nè, bây giờ bà bạn tôi bà chỉ hay lắm. Đó, bây giờ trước tiên, hai tay đặt lên ngực. Đặt lên ngực. Ngực trên này đâu nổi. Ông tào lao quá, bà bạn tôi học bà bạn tôi bà chỉ ở đây mà sao kỳ vậy? Bà để đây. Bà bạn ông bao nhiêu tuổi? Năm nay bà 87. Bà mẹ nó 87 mà ngực như thế này rồi hả? Trời ơi, năm bà 90 tuổi chắc xuống đầu gối quá. Tùy cơ địa nha. Có bà xuống tới đây luôn á. Thôi bỏ đi ông ơi. Cái gì ghê vậy? Nó xuống nằm nước. Nó xuống nước ghê dữ vậy hả? Ờ, không đưa đâu. Trời ơi, cả đời đâu có vợ đâu biết nằm đâu. Thôi bỏ đi cái bài vậy? Tập thì tập cái lặng hoài tẩu quả nhập ma. Đúng rồi, không nên tập đâu. Tại bà chỉ cái ngực dưới đây mà để trên đây mình hít thở lại nó tẩu quả nhập ma chết. Rồi. Ê, có cái này, có cái này, có cái này. Cái gì nữa? Mới nghiên cứu trên đài phát thanh. Đài phát thanh sao? Nè, nè, trời ơi, tập khỏe lắm. Nè, thấy không? Thấy cái hộp quẹt không? Hít, 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 hít đi, hít, hít. Đó, khỏe không? Thấy khỏe không? Khỏe cái ông nội tôi á. Chết rồi. Cái gì vậy? Cái bài tập gì kỳ cục vậy? À, trên đài nó nói tôi mới đem theo nè. Bài tập gì? Tập yoga. Không được có tào lao. Yoga là đang ngồi như vậy nè. Nè, có thiền. Tao đem đưa gai tôi thử thì có. Tào lao. Tôi chết mẹ vậy hả? Trời ơi, vậy mà tôi nghe trên đài nó nói yoga, yoga. Tôi tưởng ga vô là hít yoga. Ông nghe tôi chỉ có thấy mà ông chỉ tập bay tập ba không à. Tôi đang muốn nổi điên là ông làm trò gì vậy? Thôi được rồi, để từ từ tôi nghiên cứu. Không có gì. Bây giờ là phải chết cho tôi thiệt. Đừng có nổi điên. Bây giờ anh phải theo tôi nè. Anh phải tập bình tĩnh trở lại. Anh phải giữ bình tĩnh. Nha. Giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh được. Bây giờ tôi tập cho anh. Trời ơi, còn bận ra mập quá. Bận áo ngực chi vậy? Lòi ra hâm ghê quá. Bà không cần cái gì? Bạn bè giúp nhau mà chửi hoài. Không bảo ngực cái gì? Biết rồi. Bây giờ tôi nói anh nghe nè. Bây giờ anh phải bình tĩnh. Nghe chưa? Đó, anh phải bình tĩnh. Mình là đàn ông mà. Mình xử sự trong ôn hòa. Đó, dù anh bước chân vô, anh thấy vợ anh đang ngoại tình, anh xử sự như thế nào? Tôi sẽ chỉ cho anh. Bây giờ, anh là anh, tôi là vợ anh. Nghe. Rồi làm đi. Anh mở cửa bước vô, thấy vợ anh trong nhà đang ngoại tình. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Khốn nạn là Ô dè, ô dè, ô dè, ô dè, ô dè. Trời ơi, cái này là thấy chưa? Chơi với
mà lấy vợ bạn là cái thằng khốn nạn, đâu có để tao không vậy? Bà có nghĩa mày, mày lấy vợ tao hả? Mày lấy vợ tao hả? Trời ơi, ông Bảy ơi, ông Bảy ơi, ông Bảy ơi, ông Bảy ơi nè, ông Bảy ơi nè. Mày đi lại không? Đi lại. Đánh không chưa? Đánh không chưa? Có nghiệp ơi. Có nghiệp tao bảy nghiệp. Bà nói gì? Để vợ chúng ở đâu chưa? Chúng quá trời rồi á. Chúng ở đâu đó, nó chưa tin chúng ở đâu. Trời ơi, rồi sao tại sao? Bạn bè có ai ông thân nhất à? Hả? Tôi với ông mà đợi đâu nào ông lấy vợ người ta? Bà điên hả? Nghĩ sao tôi đi lấy bà Tư? Tôi là con trai đàn ông nheo nhẽo vậy nè. Cả cuộc đời tôi chưa biết thân thể phụ nữ là gì. Khi tôi lựa tôi mới biết hàng tôi lựa chứ. Nghĩ sao tôi lấy con tám lựa đó? Hả? Trong khi đó bà đây nè, bà đẹp sẵn sẵn gì mắc mó tôi lấy coi bà Tư. Đúng không? Ê mày! Nghĩ sao ta chơi tân vậy mà nói lấy vợ của ông? Ông lộn chồng thái độ thấy hả? Nghĩ tung! À, mọn chết! Quỷ ra! Đi ra khỏi nhà bà tôi! Đi ra khỏi nhà! Ngay ngay! Thấy chưa? Tôi nói tôi là đàn bà chính chuyên mà. Cái thứ đó nó ẩm tôi mà. Tôi mà không đuổi nó ra khỏi nhà là nó hốt tôi vô phòng, nó quất tôi lại. Thấy ghê chưa? Đi ra khỏi nhà tôi ngay! Đuổi tống cổ ra khỏi nhà. Nhà này của người ta đó. Bà hay quá, nó về nó đập bà xéo hàm chứ. Ở đó bà đi ra khỏi nhà tôi. Nhà ta hả? Nhà của ông Tư đó. Bà làm đần răng à. Bởi vậy bây giờ tôi biết tại sao bà ở giá tới giờ. Bà làm quá mà ai dám lấy bà. Không có, tôi hiền lành lắm. Nè, tôi đây nè. Tôi nhiều khi tôi cũng thèm vợ thấy bà đó. Mà tôi cứ quét lá ở ngoài, nhìn bà tụng kinh thôi chứ không dám lấy bà. Người ta tụng ở trong, có nhiều lúc người ta ngưng tụng, tại sao không chịu ngưng quét? Ngu sao? Ngu vô cho bà hốt tôi sao? Trời ơi, lá tôi biết bao nhiêu năm mình đây, còn cái lá vàng ươm vậy mà không chịu vô hốt. Thôi khỏi đi ha. Thôi à, nhưng mà thôi, tôi nói anh nghe, cái này là tôi thương thôi. Hồi nãy tôi thương gia đình anh Tư quá, tôi mới đánh anh. Thôi tôi xin lỗi anh Bảy một tiếng, nhưng mà lát nữa tôi mới biết ông Tư này nè. Tội nghiệp lắm anh ơi. Vợ chồng nát bét hết rồi. Bể hết rồi hả? Bể hết rồi. Bà biết luôn rồi hả? Biết chứ sao không biết. Trời ơi, tôi tưởng có mình tôi biết cho bà biết luôn rồi. Con nhỏ đó có chữa luôn rồi, siêu âm sanh đôi. Hả? Trời ơi, xôi cái mặt đó, trời ơi, cái mặt hai đứa nhỏ sinh đôi, hai thằng trai cái mặt chảy xệ y như cha Tư vậy đó. Trời ơi, người ta nói chó giống cha, gà giống mẹ đó. Nhìn là mặt ông Tư giống chó mặt xệ không? Giống y chang. Hai đứa sinh đôi mà cái quan trọng bây giờ là má của gia đình nhà gái không có cho ông qua nhận. Nhận là đủ chục nó vô đội đá banh luôn đâu có được. Ông có 8 đứa, giờ thêm 2 thằng trai đất nước. Cái này mới kinh thiên động địa. Cái gì vậy? Bà Tư ngoại tình. Hả? Trời ơi, quen cái thằng hả có 19 tuổi thôi. Trời ơi, giấu ông Tư hả 18 năm nay rồi. Trời ơi, trời ơi, 19 tuổi mà quen 18 năm. Ờ. Hả, cái gì vậy ba? Trời ơi, chẳng lẽ mới 1 tuổi quen nhau? Hồi đó bà bồng bỏ cho bú mà. Đó, hồi đó bà bồng bà cho bú, giờ không biết là sao này thằng này nó lớn lên rồi nó thèm lại cái mùi sữa đó để tìm bà nó xin lại. Chết rồi, cái mô đen này nó gọi là cái gì đó không? Lái máy bay. Đúng rồi, phi công trẻ mà lái máy bay bà già. Đó, mà lái không cần bằng mới ghê chứ. Thằng này nó mua bằng chắc luôn. Thằng này nó mua bằng chứ sao mà nó lái được. Cỡ đó mà bây giờ nó còn lái được là quá hay luôn. Quá, bây giờ bể hết rồi. Khủng khiếp, bể hết rồi ông ơi. Bây giờ làm sao giờ? Tôi với ông giờ làm sao? Giờ có đẩy ra ngoài kia bắt nó thay đồ hay nó làm gì cho chăng nữa? Bây giờ chồng về có chuyện gì sao không? Thì bây giờ mình phải khuyên nhủ người ta chứ giờ sao giờ? Thì đó, thì bây giờ tội nghiệp quá. Tôi ăn chay ngang, niệm Phật ngang. Chứ tôi cũng quét lá không mà. Thì đó, rồi tôi với anh nói sao cho mình đi. Tu tại gia, mình đâu có làm ác. Vậy em làm gì kệ tôi nghe chưa? Đừng có nói tôi lột đồ ở đây, tôi đội quần cũng kệ tôi đi. Tôi thích vậy đó, rồi giờ làm sao? Rồi sao? Sao? Bây giờ nè, có nè, có mấy người đây là ba mặt lời. Bây giờ nói giờ nói chuyện bà sao? Nha, bà đúng là cái thứ mà vừa ăn cướp vừa la làng. Ông á, ông mới là cái thứ mà vừa la làng mà vừa ăn cướp á. Bà ăn cướp đó. Ông là đồ ăn cướp. Bà mới là đồ ăn cướp. Trời ơi, đồ ăn cướp, ăn cướp. Đến đi. Từ đó giờ mình sống chung với ổ cướp mà mình không biết không? Trời, giống như mình đang là Alibaba 40 tên cướp vậy. Bà, cái nhà mới lòi mặt chuột. Ông á, cái nhà mới lòi ra cái mặt heo của ông á. Trời ơi, ơi. Trời ơi, nãy bữa giờ ở gần sở thú. Thú mà không hay. Nói mày nghe nha, bà làm cái chuyện gì đó thì tôi cũng sai hết. Ông á, ông mới là
người sai đó, ông quá trời sai. Sai. Ông sai, nên ông sai. Nên chưa? Vợ chồng sống với nhau mấy mặt con rồi ra ngoài đường nhảy như ngựa vậy hả? Cái gì vợ chồng ta ngồi xuống ta bình tĩnh nói chuyện, có bàn có ghế xong rồi hả? Bước vô. Có bàn có ghế đàng hoàng, từ từ tôi lấy giấy viết ra đây rồi viết đơn đi vậy. Vậy tôi bà bảy bạc à. Gia đình ta gây lộn tự nhiên là xuống đơn ly dị. Ly dị bộ đơn giản lắm hả? Vợ chồng ăn ở mấy chục năm bộ tưởng ly dị đơn giản hả? Tôi có quen mấy luật sư hay lắm, để tôi hãy cho. Cái gì vậy? Ông đúng, tôi phải ly dị chứ bà. Đúng, ly dị thì ly dị, nhưng mà trước khi ly dị mình phải chia gia tài. Đúng, cái gì thì cái của chồng công vợ. Đúng rồi. Ai cũng có quyền, ai cũng có quyền được hưởng cái đó hết. Thành thử ra tôi theo tôi nghĩ gia tài nên chia ra cho nó đàng hoàng, cho nó công bằng. Ví dụ như nè, gia tài chia làm 3 phần. Đó, chị một phần, anh một phần. Đó. Còn mấy đứa nhỏ con tôi phần đúng không? Đâu có phần cho tôi chứ. Hả? Cái gì vậy? Tôi đứng ra tôi mời luật sư mà. Tào lao. Nghĩ sao vậy? Vợ ông ta, ông ta đang ly dị, đi nhà vô chia 3 phần ông phần, còn tôi đứng lại để chó ăn sao? 4 phần, 4 phần. Tào lao nữa. Cái gì nữa vậy? Gì mà quá trời vậy, tự nhiên cái vợ chồng ta ly dị cái vô đây cái đòi chia gia sản à. Đó, ông thấy chưa? Cái gì? Ông nói cái gì? Cái gì? Nói cái gì? Ông á. Bà nói sao? Con người ông á ngang. Tôi á là hả, ông á tôi biết cái tin là ông là con người lăng nhăng đó nghe chưa? Cái gì? Ừ. Bà là lăng loàng hả? Ừ. Ai? Cái ai gì? Nói tôi lăng nhăng? Cái gì? Ai nói tôi lăng loàng? Tôi nói ông nghe ngang, ngày nào tôi cũng lăng lộn ở trong nhà này như con chó đây nè. Ông nghĩ sao mà tôi lăng loàng? Ai nói? Anh Bảy. Bảy hả? Rồi còn à, cái còn gì? Ai nói tôi lăng nhăng hả? Chị Tám đó. Về nhà tụng kinh đi. Chú về nhà. Mẹ lo. Chui hai đứa lại. Đưa đây. Chị Tám. Dưới cái giò gì? Đưa đây. Hả? Chị căn cứ đâu mà chị nói tôi là một người đàn ông lăng nhăng? Hả? Cô. Cái gì? Ăn chay tụng kinh không hả? Thiệt. Tụng kinh chị nói vậy đó hả? Không có. Tụng kinh ở nhà đâu có chơi với ai đâu. Bệnh tưởng tượng vậy đó. Bị bệnh quan tưởng. Rảnh ghê vậy đó. Trời lo. Thấy chị nè, ngày nào ra đây tôi ở không mà. Đâu ai lấy ở rảnh nè. Ngắm chị ngày nào cũng về than chồng than con tôi lo. Hiểu không? Tôi lo anh có chuyện gì rồi tôi nói. Tôi tưởng tượng ra là anh có vợ bé vợ mọn tôi nói vậy thôi. Rảnh quá. Ở không ghê đó. Còn anh Bảy. Sao mà anh nghĩ sao mà anh nói tôi là lăng loàng vậy? Hả? Tôi nói chị nghe. Tôi làm nghề quét lá mà. Ừ. Chỉ có mùa thu mới có việc làm nhiều thôi. Còn cái mùa này nó rảnh quá. Tôi coi phim. Tôi có phim mà qua tự nhiên nghe ảnh nói tôi thấy giống trong phim quá. Tôi đồn chơi vậy chứ ai biết đâu. Trời ơi là trời. Hay rảnh quá ha. Đợi em. Cái gì? Em móc đồ. Móc gì? Móc điện thoại. Em có gì đâu móc. Người em thấy vậy chứ không có vợ còn gì nữa móc đó. Điện thoại. Alo. Ông Mười hả? Trời ơi, kinh thiên đại nghĩa. Trời kinh thiên đại nghĩa quá ông ơi. Anh Mười, cái ông Mười đó, cái ông mà già cỡ hai cái mặt của ông cộng lại còn hơn tuổi ông đó. Quen với con nhỏ mới có 16 tuổi à. Ngồi ngoài quán cà phê cái giò nó dài mà thòng ra ngoài cái quán luôn. Bây giờ tôi ra tôi coi tình hình sao. Tôi vô tôi báo với anh nha. Mới có 16 tuổi thấy ghê quá. Alo. Hả? Gì? Sáu hả? Ừ, nhiều món quá sao tôi ấy kịp. Thôi được rồi, tao cho đợi bạn cái giúp đỡ. Nó nghe nào qua nhà ăn Sáu. Nghe nói nó lái được cái phi công trẻ trẻ đẹp lắm ở trong nhà nó luôn, ngay nhà ăn Sáu nha, tôi qua ông Mười nha. Đi liền nha. Rát về cái miếng này thông minh. Ở nhiều chuyện cũng khổ chứ đâu phải sướng đâu. Nhiều chuyện quá trời quá đất à. Nhìn gì? Ông nhìn tôi gì? Bà đó nha. Cứ nghe người ta nói tầm bậy tầm bạ về kiếm chuyện với tôi. Tôi nói cho bà nghe. Không phải là hàng xóm láng giềng nó cũng tốt đâu. Nhiều khi có nhiều gia đình ta đang hạnh phúc vậy, những người thân cận thọt vô thọt ra, gia đình người ta tan vỡ. Tôi biết rồi mà, thì đây cũng cái lỗi do ông lanh chanh lắc chắc là cũng do tôi nữa đi thôi mà. Xin lỗi nha. Bà làm gì vậy? Tại hấu hận quá nói không nên lời cái đá hết gì hết trơn. Nè, không được làm gì nữa nghe chưa? Dạ. Tôi nó động thương yêu bà hết trơn á. Biết rồi mà. Không quên ngày đám cưới hả? Hát bài cho mà ha. Tại gì? À. Nghe gọi là cái gì bài gì đó rồi anh đã dặn dò khi chưa cưới mai mốt vợ chồng nên duyên mới cho nên gây lộn cãi nhau anh bảy chị Tám chơi cười hiểu chưa? Không, tôi biết rồi. Với em anh Mai là người tình nèm trem. Cái gì vậy? Tôi rẽ đúng vậy hả? Trời lộn trăm năm ông nội ơi. Hai người làm gì vậy? Ủa làm gì sao tự nhiên à? Ta ăn năn hối cải, người ta không nghe không thấy không biết không nhiều chuyện đúng không chị? Ủa hả? Nãy tôi chưa có mở vậy chưa có để vậy có mở thôi cái à giờ nó rảnh luôn vậy đó. Trời đất ơi. Không hết hai ca lần siro uống mà đó là cho nó vững càng ra ngoài à. Còn anh sao? Ủa? Vậy
Bác sao vậy? Cái gì vậy? Con Sáu là cũng tại bà này nè. Con Sáu nó ngồi đó nói chuyện với thằng cháu đó, là người mẫu ở trên Sài Gòn về. Xong tôi vô, tôi đâu có biết chuyện gì, tôi sẵn vô tôi chửi đó. Tôi chửi cái thằng đó quá trời. Nó sang ngang cái cụ chỏ, cái tôi đã biết đâm đốm không à. Trời ơi, ta nói bởi vậy nè. Bởi tháng lời nhiều chuyện. Nhiều chuyện sàm xí. Buồn. Buồn. Không nói nên lời. Thần tiên mà nó coi như là cái gì, nó không bao giờ nó chăm sóc, nó để ý. Mình là thổ địa, mình canh cái nhà cho nó biết bao nhiêu ngày, nhiêu tháng. Nó có thèm đói hoài tới đâu. Đi miết. Hai vợ chồng với đứa con đi miết. Không có ngó ngàng giờ có ông bạn ngồi kế bên, ông cũng đi miết. Bỏ một mình bơ vơ lạc lõng. Nhiều khi nghĩ lại cũng rơi nước mắt. Tôi nè. Trời đất ơi, đi đâu dữ vậy? Đói bụng quá. Mấy ông bên kia gọi điện thoại qua bên bển chơi. Ông nào? Mấy ông bên nhà bà Ngọc Quang á. Mấy ông nào? Thần tài thổ địa bên bển á hả? Ờ. Qua bển làm gì? Qua bển coi mấy ông ăn. Ăn gì? Coi mấy ông ăn cái gì, ở đây nó cúng toàn trái nhựa, không có ăn được đâu. Bên kia coi người ta cúng tới bắt ham. Nhà ai? Nhà bà Ngọc Quang. Ngọc Quang, à cái bà bán học sàn á hả? Ờ. Châu chà. Ở đây 8 ngày nó mới cúng được trái chuối. À. Bên kia 8 tiếng bà cúng con heo quay. Trời ơi. Bởi tôi qua tôi sẵn tôi dẫn mấy ông đi khám bệnh luôn. Là dẫn thần tài thổ địa bên bển đi khám bệnh luôn hả? Ờ. Ủa sao bệnh? Mỡ trong máu. Làm gì mỡ trong máu? 8 tiếng ăn con heo không mỡ trong máu sao được. Trời ơi bà. Sẵn ở ghé nhà Bằng Kiều. Ủa ghé nhà Bằng Kiều chị? Trời ơi nó cúng tới ham luôn. Cái trang ở chỗ này mà nó cúng dài ra tới đây nè. Bánh rồi đủ thứ hết. Nó bài dài vậy đó hả? Ờ có cái ống điếu hút thuốc lào nữa. Trời ơi nó cúng nó vàng mặt thần thánh luôn á hả? Ờ. Cúng gì cúng dữ vậy? Cũng có uống điếu uống thuốc lào luôn mà. Không mà cũng phải ông ơi. Nó ca sĩ mà. Nó đi hát tiền quá trời nó cúng nhiều. Hiểu không? Bữa nào hết nhiệm kỳ ở nhà này mình đổi qua nhà mấy thằng Hề đi. Ờ à, qua xin mấy nhà nào nổi tiếng á nó cúng vậy. Qua nhà Quỳ Linh đi. Trời cái thằng đó nó giờ nó cũng có tiền lắm á. Sai lầm. Ta cái gì? Đọc báo thấy nó xây cái nhà gì bự quá trời tiền. Đó là ông đọc báo thôi. À. Báo nó nói xạo á. Hả? Báo nhiều khi nói nó chết mấy lần rồi. Vậy đó hả? Nói nó mổ cổ họng bị đột quỵ, bị bất tỉnh gì đó mấy lần rồi. Hả? À. Qua nhà nó là ăn mắm chết mẹ luôn á. Nè hả? Trời đất ơi. Kiếm nhà khác. Thôi, tôi nghĩ là xong cái nhiệm kỳ nhà này á, là tôi phải qua một cái nhà nào đó mà cái thằng chủ nó phải sang trọng chút xíu. Hiểu không? À. Nó phải gọi là ăn uống nên nó sang trọng chút xíu. À. Trong a à, có qua nhà Chí Tài. Thôi bỏ đi nha, bỏ cái tư tưởng đó là bỏ đi nha. Tôi ở nhà nó nhiệm kỳ 20 năm tôi biết. Mỗi lần nó cúng một cái bánh bao là trời mưa 4 ngày. Bỏ đi. Ủa là sao? Không ai ăn của nó được đồng nào đâu. Thằng Hoài Linh nó còn cấp cho thằng Chí Tài một cái kim bài miễn trả mà. Ăn là không để Chí Tài trả tiền. Đó. Trả tiền là trời mưa. Thôi vô ngồi. Hèn chi. Đói bụng quá. Ơi, nó cúng trái cây nhựa mà ông ơi. Thì bởi vậy đói bụng quá qua bên kia hử không mà no. Ơi. Bởi ta nói mình á, mình phù hộ cho nó hoài. Mà nó có cúng gì đâu. Ăn rồi nó xin không chứ nó không cúng. Mà cái gia đình nó keo kiệt nè. Đốt đèn cây lát gì nó thổi tắt bây giờ nó nói hao. Bởi vậy đốt chơi vậy thôi. Ê thằng chồng về. Alo. Làm sao?
tại sao nó có trường hợp nó xảy ra trong căn nhà này chứ? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không có muốn tình hình căng thẳng như vậy, hay chưa? Rồi ra đi. Cái này gặp nó căng thẳng hả? Em biết có lúc nào nó dùng nó thần căng không? Phải cúng mới được. Đó, đó. Không, sắp được ăn. Sắp được ăn rồi. Mừng quá. Sắp được ăn rồi. Ê, thằng này mới hơi mập nha không? Thằng này mới hơi mập đó. Ai mà đốt đèn cây thì cho nó tốn vậy? Thấy chưa? Thấy chưa? Nói từ đầu rồi. Bà nội cha nó cúng thần thánh mà nó đưa nguyên cái chảo vô mặt vậy đó. Né né ra đi, xui lắm, xui. Ông điên quá, cái này thâu hình mà nó đưa vậy mới thấy mặt chứ. À. Thôi đi. Không có cúng gì trơn trời á. Nhang mà nó còn cho hử, ông thấy không? Ghê, keo kiệt quá mức. Ông cười cái gì? Hả? Bà nội cha thổ địa cái logo là phải cười chứ. Trong nhà này bao nhiêu chuyện buồn vui lúc nào cũng cười là sao? Hả? Địa là phải cười chứ, heo kỳ vậy? Ai biết à? Ông ăn ở sao mà nó chửi ông hoài? Ông nữa. Ông là thần tài hả? Tôi xin bao nhiêu tài lộc không bao giờ có. Mất tiền hao của không à? Mày có cho ăn đâu mà tao phù hộ. Bà nội cha nó hồi nó mới thỉnh mình về đó, đứa nào nó lấy mặt hồng hào nó chửi riết mà phai màu luôn rồi. Ông đổi tên đi ha, đổi tên hãm tài đi chứ không phải thần tài đâu. Mày nhớ cái câu này nha, tao mà hãm là mày chích bà mày đó. Ôi, tao nói thần thánh mà nó bổ bán như vậy làm sao mà nó có phước thần được. Bởi vậy còn ông nữa, xin xỏ xỏ không bao giờ ông cho gì hết trơn đó, tôi xin biết nhiêu lần rồi. Trời ơi trời, bà nội cha nó phun mà nó phun. Trời ơi, mới ăn bún mắm hả? Tôi nói thiệt á, nhắc tới hai ông á hả là tôi cạn lời luôn. À, cái thằng này chắc tôi hiện hình rồi, tôi bẻ cổ nó quá. Đúng rồi, tôi nói thiệt ông á, nhiều khi ở trong cái nhà này thần tiên cũng phải nổi điên vậy đó. Nổi điên là phải rồi. Chứ, nó nghe hả? Vô tình thôi, trùng hợp thôi. Tôi muốn ra đây tôi nói cho hết ý của tôi. Tôi nói thiệt, nhìn hai ông đó hả? Ủa, sao mất rồi? Nó thấy luôn hả? Nó làm sao nó thấy được? Nó đoán mò á. Cạn lời. Mệt. Thà mày cạn đi, mày còn lời mày chửi không. Ngồi đi. Gia đình gì đâu mà tiếng. Mỗi lần gặp là nó chửi. Ông tắt luôn cái đèn này đi, để tôi hít ra vô mắt ông ung thư nữa. Hồ biến. Hồ biến. Ờ. Không có gì ăn á, bây giờ phép nó cũng phai mờ hết trơn hả? Nó ngồi vậy hoài. Ê, hot girl. Con vợ. Ê, mới được giải đó. Á hậu. Thấy mặt nó bình thường đúng không? Bình thường là cái mặt không bánh cấp đúng không? Bánh cấp lên cũng bình thường. Ông sao ông thần thánh mà ông soi mói người phàm chi? Thiệt chứ bộ, nó làm gì nó ngồi nó khóc hoài vậy? Ai biết. Ê, nó buồn tội nghiệp á. Tôi còn phải thắp nhang, còn xin ông địa ông tài phù hộ cho con. Xin ông tài nào? Thần tài đó, nói tắt đó. Lỡ nó xin chí tài sao? Có đâu, thằng đó ai xin mà nó cho. Dạ, con lạy ông thần tài, thần địa, ông thổ địa, ông phù hộ cho con. Ông phù hộ cho con. Trời ơi. Con ngày nào con cũng cầu xin hai ông, con cúng trái cây cho ông hai ông, ăn ngập mặt hết trơn mà hai ông không phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Trái cây kìa. Trái cây mà nó còn để nguyên trên cây sao dám ăn.
Con cúng trái cây quá trời mà hai ông chịu ăn, hai ông chịu phù hộ cho con gì hết trơn vậy? Tao ăn cho chết bà tao hả? Mà sao nó cúng kiến mà nó ăn mặc thấy ghê quá đi. Tao nói ông rồi, bây giờ con gái bây giờ nó không ý tứ đâu. Nó đi tới mấy chỗ linh thiêng mà nó mặc quấy ngắn, nó mặc đầm ngủ. Chứ cha con quên, ăn mặc hớ hên quá à. Để con xin lỗi ông Tài với ông Địa, để con quay ra đằng trước. Dạ con xin hai. Trời ơi. Dạ con. Trời ơi. Ông nói làm gì để bây giờ nó cúng phao câu kìa. Nó làm sao nghe được? Nó tự thấy chứ nó làm sao nghe được? Đàn bà con gái gì đâu. Không, nhưng mà cũng được. Con này nói vậy chứ mà nó cũng còn xinh. Không phải như thằng chồng nó chửi mình không à. Nó hiền lành, nó nhẹ nhàng là tôi mái rồi. Tôi sẽ cho nó đó. Tôi nó xin đi tôi cho liền. Mà sao hai ông mắc dại vậy? Cúng hoài à, xin hoài à, mà không bao giờ cho gì hết trơn vậy. Thằng Tài Thổ Địa gì mà kỳ cục vậy? Trời ơi, thằng Tài Thổ Địa phải linh thiêng chứ. Chứ để người ta xin hoài à, mà không có cho cái gì hết trơn vậy. Vừa vừa phải chứ. Trời, tao nói Thổ Địa gì mà ăn cái gì mà tao nói bụng mỡ không à. Mỡ bà nội nó chứ mỡ. Thổ Địa người ta bụng chà bá. Thổ Địa này không có gì ăn, cứ ốm nhách ốm nhiều. Trời ơi, Thổ Địa này nhìn giống như mỡ trong máu vậy à. Trời, cái mặt ngồi cười hoài mà không có phù hộ gì cho chủ nhà, gia chủ gì hết trơn à. Bực bội hết sức à. Ông ăn nữa sao nó chửi ông không? Còn ông nữa à. Ông thần tài gì đó mà thì người ta thần tài mặt nó phải tươi vui đúng không? Thằng Tài tao nó mặc như con khô hối vậy à. Râu thì ghét à. Thằng Tài tao râu dài vậy đó, râu cục ngủ mà. Bà nội mày, người ta nói đói mọc râu râu rụng tóc đó. Bây giờ tao đói tao rụng râu hết rồi. Qua bên nhà mấy người mà được ăn râu mấy ổng thấy ham dài tới đây. Vậy đó hả? Râu tôi giờ không còn cộng. Đói quá mà. Thằng Tài Thổ Địa gì mà không có linh thiêng gì hết trơn à. Nhìn là thấy là hãn tài à. Không có nói gì nữa hết á. Cạn lên. Trời ơi, không hiểu sao thằng chồng nó lấy con này làm vợ luôn á ta. Hai đứa nó được câu cạn lời nói hoài. Cái gia đình gì đâu mà nó gặp thần thánh nó chửi không. Thôi tôi nói đúng mà. Hết nhiệm kỳ xin đi chỗ khác cho rồi. Khổ quá rồi. Tôi hết nhiệm kỳ tôi qua nhà Minh Tiết đó. Con đâu không biết có cúng không á. Có, con nói số nào Thúy Nga nó không cúng. Nó lên là thấy bưởi không. Mà nó cũng hay sinh lắm nha. Nó hay sinh lắm. Chứ nói chút ngày nó lên Thúy Nga là cái nó sinh hoài. Nó sinh hoài. Không biết nó sinh cái gì mà nó sinh hoài. Cứ về vì cọt ác sinh là nó sinh. À vậy tôi biết rồi, tôi thấy rồi. À. Lời nói đầu môi, anh ở chót lưới đầu môi. Đó. Nó sinh hoài, nhỏ kỳ. Ê ê ê. Thành viên cuối cùng của gia đình, con của hai vợ chồng. Khổ quá. Quá là khổ. Khổ, khổ, khổ. Tại sao khổ? Con nít người ta mới sinh ra, người ta khóc ngoe ngoe ngoe. Cô em mới sinh ra em khóc đẹp đẹp đẹp. Dạ, đẹp là hồng nhan bạc phận, em phải khổ thôi. Khổ quá. Còn lại hai ông. Còn lại hai ông. Ngày thành tâm nè. Lại có lại là được rồi. Còn lại hai ông. Xin hai ông hãy làm ơn phù hộ cho con có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Thằng này nó có tâm nó phù hộ cho nó đi. Rồi, mày xin đàng hoàng. Xin đi đàng hoàng phù hộ. Trời, tôi thấy cái mặt hai ông dễ thương quá. Đó, thấy chưa? Khỏi cần nịnh, mày chỉ biết cung kính là tao phù hộ. Hồi đó giờ, hai ông biết con không bao giờ xin hai ông điều gì. Hôm nay con xin nè. Xin là mình phải dâng lễ vật nó mới có thành tâm. Ê, có ăn. Sống là phải có cái tâm. Dạ. Yeah. Đây, trời hai con dâng chú. Trời ơi, má ơi. Mày tốt hơn ba má mày nha. Chui phải đó. Như ba má con. Suốt ngày ba cái đồ mũ đó mà cúng hoài. Làm sao mà thần linh nào người ta chứng. Dạ. Dạ con xin hai ông. Đó. Dạ. Xin thần thánh dạ phù hộ cho con. Cho nó nha, nó xin được dạ. Cho nó nha. Xin cho ba má với người yêu của con. Tin con là con gái thiệt được. Dục mẹ nó trả này chúi lại mày.
Trời đất ơi, trời ơi, nói vậy là mày qua mày xin mấy bác sĩ bên Thái Lan cho tụi ta làm gì làm được. Trời đất ơi, nói vậy là hai ông không có chứng minh cho con hả trời? Ông làm phép quan nãy chuối chi? Trời đất ơi, họ đang đói mà, thôi ăn dạ, đi. Không không, dạ chuối này là cho ông Địa, dạ chứ phải cho ông. Nhìn cái mặt ông là biết thèm chuối lắm rồi. Thôi để tôi lấy đi, để tôi lấy thì tôi cho mấy cái. No, this is not for you. Yeah. Còn ông nữa, ông dòm cái gì? Thấy ghét không? Má hồng mà ông đánh lố hơn tôi vậy đó hà. Đánh kiểu này chắc tuần hết anh họp phấn quá. Tôi biết sao ông phù hộ cho tôi rồi. Ganh tị nè. Bỏ đi nha Địa. Bỏ cái vụ bóng kính đi nha Địa nha. Thằng này nó vô duyên. Cái này là do lò gốm. Lò gốm nó vẽ cho bộ ổng tự vẽ hả? Lố quá. Bà hồng quá. Địa ơi Địa, Địa bà bóng chắc không ai thèm đâu nha. Đừng bao giờ có cái ý định mà bỏ làm bóng nha. Bóng bây giờ là phải như chế đó. Bóng là phải sử nhi, phải trẻ trâu, phải đẹp như chế. 57 tuổi chế muốn lấy chồng, muốn chồng giàu đẹp lại có xe hơi. Chồng chế phải đẹp như Bằng Kiều, chồng chế phải xích bát như Đa Nguyên, chồng chế phải bự như Quan Lê. Bỏ đi, thần tiên gì mà không có linh thiêng gì hết à. Ăn đi. Không có linh thiêng là mình đâu có phải, mình đâu có cho ăn tươi sống được. Túi chuối này chuối sống nè. Không linh thiêng là phải cho ăn chuối chiên. Ngày mai em cúng cho chuối chiên ăn. Ê, bữa nào rảnh rảnh á, nghiên cứu thử cái con này nó hành tinh nào nó xuống vậy. Khổ quá. Ăn mà cũng bị hụt. Bà ra đây. Cái gia đình. Ra đây. Ông ra đây. Ra cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Hả? Bà cho bà biết. Hả? Bà phải trả lời tôi vô đây đàng hoàng. Ông á, ông mới trả lời cho tôi biết á. Ông là đàn ông mà tại sao ông lôi tôi vậy hả? Đàn ông gì mà kỳ cục vậy? Cái gì? Đàn ông gì mà hành hạ? Tụi bay là con người, tụi bay cũng phải biết đang quay hình mà cho tụi tao thấy hình chút chứ. Ông làm phép đi chứ, nó làm sao nghe ông nói được. Ồ, điên. Đó. Giạt ra mới thấy hình. Ông kỳ nha. Kỳ cái gì? Ông chơi ông xô tôi hả? Bà xô tôi thì có. Tao cà chớn vậy? Cái gì? Ông nghĩ chồng rồi ông ăn hiếp tôi vậy hả? Ông kêu tôi ra ông chửi cái gì? Tôi nói cho bà biết. Tại sao trong nhà này lại có một đứa con bệnh hoạn như vậy hả? Trời ơi, bệnh hoạn cái gì? Con tôi giờ tôi đẻ ra, mà cái chuyện mà tôi đẻ được đứa con vậy là cũng ông hùng vốn nó mới ra được vậy chứ. Tôi hùng vốn, nhưng mà cái chuyện dạy dỗ chăm sóc nó là chuyện của bà hả? Bà nghĩ sao? Đó là Trần Mạnh Dũng, bây giờ nó đổi tên thành Mỹ Dung là sao? Trời ơi, Mỹ Dung là cái chuyện của nó. Nhưng mà bây giờ ông cũng coi kiểm tra lại cái gen của ông đi. Tôi nghĩ là cái gen của ông bị liệt rồi, nên con mình nó mới què rồi giờ nó mới bóng luôn vậy đó. Mình cứ làm bậy. Tôi là một người đàn ông chân chính. Trời ơi, chân chính ghê ha. Chân chính thấy ớn luôn à. Chân chính mà giờ con tôi vậy đó. Không nói gì mà nữa. Chuyện xảy ra như vậy tất cả tại hai ông này hết. Đúng rồi, tại hai ông này nè. Cái gì vậy này? Trời ơi, cầu nguyện quá trời muốn được cái gì hết trơn à. Ông nhìn cái gì? Ông còn nhớ lúc vợ tôi mang bầu, tôi tới tôi xin gì ông? Tôi xin gì ông chứ? À, tôi nhớ rồi. Lúc mà vợ nó mang bầu, nó tới nó xin là ông Địa ơi cho tôi đứa con trai. Ông quên được cái gì? Tôi nhắc lại cho ông nhớ nè. Lúc đó tôi xin một đứa con trai, thấy chưa? Hả, cái gì? Ông vừa nói gì? Ông xin con trai hả? Đúng. Còn tôi xin con gái. Đã. Đứa xin con gái, đứa xin con trai, ta cho đứa BD là được rồi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Bà ơi. Trời ơi ông ơi. Nhìn hai ông này đó ha. Cho hai ông này. Tôi nhìn tôi cạn lên. Cạn lên. Cái nó ra nó chửi. Ra chửi xong vô nghỉ giải lao. Cái nó ra nó chửi. Trời ơi. Nói chung là em cũng cạn lời với ba má em. Trời, có cái gì mà em bóng gió thôi mà. Gia đình em xào xáo mỗi ngày. Cái này là lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Nói chung là không phải lỗi tại hai anh. Đúng, thằng này. Cái lỗi này em biết là lỗi tại ai rồi. Tại ba má em. Trời ơi, mới đẻ em ra em cũng rất là manly. Nghe cái tên là biết manly rồi.
đặt cái tên Trần Mạnh Dũng. Dạ. Sau này qua Mỹ em lên Facebook em mới sửa lại là Trần Mỹ Dung. Dạ. Cho nó nhẹ nhàng chút xíu vậy thôi. Và dạ, môn thể thao yêu thích đó là gì? Đá banh. Trời, Trần Mạnh Dũng mà đá banh nữa thì thôi quá là men. Dạ, nhưng mà bữa em vừa ra sân cỏ, thằng cu đen đá một cái banh bạc vô trong mặt em một cái. Ông già ông đứng từ đằng xa, ông thấy cái banh vô trong mặt đau sưng chù bá vậy đó, ông đâu có chịu, ông cấm tuyệt đối từ đó không được chơi đá banh nữa. Thế là ông làm gì? Ông mua cho em cái banh nhỏ hơn, ông cho mua cái banh này. Trời ơi, cái banh này để làm gì? Em suy nghĩ ra, chỉ có thảy bắt chụp em chuyển qua chơi banh đũa. Trời ơi, em chơi banh đũa riết mãi trong nhà em không còn đũa để ăn. Dạ, chỉ có ăn muỗng thôi à. Đó, lỗi của tại ai? Đâu phải tội hai ông đâu đúng không? Tội ông bà, tại ba của em. Chưa có hết. Em đâu có muốn đẻ em ra mà. Trời ơi, đẻ ra Trần Mạnh Dũng. Tự nhiên cho bằng áo đầm. Nói chung là em cạn lời. Làm như tụi ông về đây là để cho gia đình nó xả stress hay sao? Bây giờ tôi nói ông nghe nè, thấy thằng này nó tâm sự cũng tội nghiệp. Cái lỗi này là lỗi do 12 bà mụ nè. Đúng rồi, 12 bà mụ là bà nặng ngô người. Thôi được, để cái... đó tôi. Tôi điện lên nói chuyện với mấy bà coi đã. Ủa sắm hồi nào vậy? Ai cúng? Nhà này là đâu có cúng đâu. Bên hai ông bên nhà bà Ngọc Quang cho. Trời ơi, bà đó bà cúng iPhone luôn hả? Alo. À, 12 bà mụ hả? Ai phụ trách về vấn đề trai gái á? Bà Chính hả? Bà đâu rồi cho tôi gặp bà chút. Gì? Kéo máy hả? Bà đang kéo máy rồi. Vậy đó hả? À, lát nói bà về á, giúp giùm tôi nha. Quan trọng là bà ăn hay thua. Bà ăn thì bà về cho bà thua bà ở luôn chảnh á. Kệ đi, nhắn lại giùm tôi. Ờ. À. Tôi ở 58261 Brockhouse Street. Cái gì? 58261 Brockhouse Street nè. Đổi lại giùm cho cái thằng họ Trần nha. Bây giờ đổi lại. Rồi cảm ơn. Rồi. Xong. Rồi 12 bà mụ rồi. Trời ơi tôi nói. Đổi lại rồi. Nhà này chi được không được cái gì hết trơn. Suốt ngày nó chửi không. Kệ nó đi. Chửi với hửi khói. Về kìa. Đó, nó chửi nữa bây giờ đó. Tháp rồi nó dụi nè. Dụi xong cái nó chửi. Nó chửi xong cái nó phun nước miếng. Số vậy, số. Xin thưa thần tài và ông địa. Ủa sao bên này nó lạ vậy, nãy lịch sự lạ vậy? Đã từ lâu con đã lớn tiếng nặng lời với hai ông. Trời ơi, hối hận à. Con thành thật xin lỗi. Con chỉ xin hai ông kể từ ngày hôm nay phù hộ cho con sống bằng chính mình, sống một cuộc đời một người bình thường. Chứ mà sống cuộc đời bóng gió khổ lắm hai ông ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ba. Ba. Kêu ba không thích. Chế ba. Trời chế ba quay mặt nhìn liền vậy đó hả? Trời ơi chế ba. Sao vậy chế ba? Con về đó hả? Dạ. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Ôi trời ơi. Bây giờ chế ba lộ luôn hả? Không lẽ nhà có hai chị em? Trời ơi. Nào giờ tôi tưởng tôi lấy chồng. Ai về bây giờ tôi mới biết là tôi đang sống với một bà chị. Bà chị già lâu năm. Trời ơi. Bà ơi. Cái gì vậy? Tránh ra đi. Trời ơi. Ông tránh tôi nha. Bà ơi. Tránh ra. Bà nghe tôi hỏi một câu thôi. Bà cho tôi hỏi một câu thôi. Nghe bà nội hỏi đi. Một câu thôi nha. Hỏi cái gì? Áo đầm này mua đâu đẹp vậy? Giờ hỏi tao đầm luôn rồi nè. Áo đầm đó em dắt má đi mua. Dạ. À, vậy hả? Bữa nào em dắt chị ba đi luôn. Nhớ à. Nhớ giữ lời nha. Chế ghét mấy người mà sai hẹn lắm á. Ủa là có gì mà tầm lâm chuyện xảy ra vậy không ông Tài? Chắc là do tôi rồi.
Hồi nãy tôi điện 12 bà mụ, tôi chỉ nói cái họ, tôi đâu có nói cái tên. Trời ơi, thằng này là chủ nhà, bởi bà đổi nó qua cái giới tính nữ rồi, chết cha rồi. Gọi bà coi. Thôi khỏi gọi đi, mình hiện ra luôn đi. Nó không có tin đâu, mấy đứa này làm sao nó tin thần thánh mà hiện. Hiện đại ra đi, giúp nó đi. Hồ Biên. Thì bà, em thấy cái áo này nó hợp với cái màu tóc của em. Bữa nào đưa. Ê, thấy không? Ủa ai vậy? Đằng sau nữa kìa. Dạ, thôi nhà. Trời dạ. Ơi, cái gì vậy trời? Chưa đến Trung Thu mà ông Địa đến đây múa làm chi vậy trời? Ơi. Múa bà nội mà chứ ông múa. Ông ơi, qua đây. Nói rồi, có gia đình thần thánh nên không có tin. Thần thánh mà nó coi thường quá. Dạ. Đâu có phải, dạ, không nhà, phải nhà có chuyện buồn, tụi em không có coi cải lương đâu. Dạ, đi về đi bữa khác. Không phải cải lương. Ủa chứ, đâu mà tới đây? Tụi em nhìn vô trong cái trang coi có không? Hả? Trời ơi. Ủa, vậy? Đúng rồi bà ơi. Ta xin giới thiệu cho các con biết. Thì đây là... Đây là ông thần tài. Hả? Tên thường gọi là David. David. Ông tài tên David à? Nào, lấy cái tên nó lạ để người thường người ta không biết, hiểu không? Còn ta là Thổ Địa. Tên của ta là Jennifer. Hả? Cái gì vậy? Em nghi lắm đó. Rồi mà trời ơi, thấy em hả? Hồng đỏ vậy là em nghi rồi. Ê, trời em. Ơi. Thích quá. Thôi đi. Đây. À đúng rồi. À, bà ơi, đúng là thần thánh rồi. Chân đứng không chạm đất nè. Mày điên hả mày? Chân đứng không chạm đất là ma. À. Đó là thần mà. Lộn. Bây giờ vậy nè. Thấy gia đình tụi bay như vậy, xào xáo như vậy, tụi ông lên á là để giúp cho các ngươi. Dạ. Quan trọng là tin chưa? Bây giờ tin chưa? Dạ tin. Dạ tin. Gia đình con xin ra mắt thần tài và ông Địa. Dạ. Ra mắt hoài, mày lại hoài. Con kia mà đừng có lại, hai đứa này lại thôi. Dạ. Sao vậy? Dạ con quên. Con hôm nay con mão hở ha. Bây giờ tới đây ơi. Dạ. Nó hiện ra đó. Là dạ. Tại cái lỗi của tao. Bây giờ tao quá phép mày thành đàn ông trở lại. Dạ ông. Thành tâm đi. Thành tâm đi ba. Thành tâm. Hồ Biên. Hay quá. Sao mà đã. Hay quá. Ba đã trở thành đàn ông rồi. Cái gì vậy? Ông có làm gì đâu. Trời cái ơi. Gì vậy ba? Ông Tài, ông Địa ơi. Trời ơi, ông Tài, ông Địa biến sao mà giờ ngôi nhà không có đàn ông luôn vậy? Có mà, tao biến rồi. Giỡn thôi, tôi bị liệu. À, liệu trở thành đàn ông rồi. Đàn ông thì cảm ơn thần tài. Trời. Không sao làm đâu. Làm lại lần nữa coi có đàn ông chưa ba? Hả? Làm lại lần nữa. Đàn ông. Đàn ông rồi nè. Bây giờ ta nói cho các con nghe. Thôi, đàn ông ra để cái ngón tài gì hết á. Thầy ơi. Tôi làm lại nhỏ rồi mày ơi. Mày đút hai tay vô túi giùm ta đi. Ở đó, đó. Con tôi nó bóng cũng do cái ngón tay từ từ ông ra đó. Thứ gì này ta nói cho các người biết. Dạ. Sáng nay ta nói luôn, con của các người như vậy, giới tính đó là do trời định. Đúng rồi. Dạ. Không phải là cái bệnh. Đúng. Dạ, nếu bệnh á là đã có thuốc chữa rồi. Đúng. Dạ. Đây không phải là bệnh. Đúng. Thành thử ra không được kỳ thị nó như vậy. Đúng. Dạ. Miễn sao nó sống tốt, sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng rồi. Dạ. Ông Tài, ông Địa ơi, giờ đã biến chồng con thành đàn ông, rồi biến này cho nó đàn ông lại giùm con đó, chứ để người ta nói bệnh hoạn, tội nghiệp nó lắm. Không có biến cái được gì vậy má? Chồng mày là nãy ta sinh, ta mới biến được, chứ còn là kia là mày bẩm sinh. Không có hiểu gì hết trơn. Hồi nãy ông mới vừa nói đó. Phải hiểu, có những thể loại thay đổi được, còn có thể loại của thằng này là nó vô xương rồi. Nó vô tới máu rồi. Không, nãy ông thần tài đã nói rồi, cái này nó phải là cái bệnh. Ha, cái bệnh là mình phải chữa hết đúng không? Sida bây giờ người ta còn chữa hết mà. Cái này là trời cho. Dạ, có muốn cũng không được. Đúng rồi. Né đi. Ôi, để tao vô tao không ngồi. Hả trời. Em thấy Né đi, cái bệnh delay dữ lắm. Mệt bà quá nha bà Jennifer. You're not my type. Bà. Cái gì? Bà. Gì không? Giờ tôi hiểu rõ câu chuyện rồi. Ừ. Thôi bây giờ tới từ ngày hôm nay tôi không có đai nghiến mà nữa. Con lại đây. Ba, tôi nói thiệt với ông á ngang, bóng bây giờ là thiên tài không đó, make up cũng giỏi nè thấy không, làm tóc cũng giỏi nè thấy không, nấu ăn cũng giỏi nè, nói chung cái gì mà bây giờ là thế giới thứ ba là tôi thấy thành công và thiên tài hết. Dạ, đúng nói không nói chung con? Là bóng bây giờ nó bá đạo. Đúng rồi, chỉ có mình mày bóng là dở nhất đó. Thôi được rồi, bà vô ngồi trọng đi nha bà Jennifer. Thôi được rồi, bây giờ ba sẽ thương con như là một đứa con trai bình thường. Nhưng mà ba chỉ ngại một cái là ba đang muốn có cháu đích tôn nó nói dòng nói dỗi. Mà con thì vậy thì không biết làm sao. Thì bởi vậy. Có gì đâu ba.
Tại con không muốn thôi. Cầu được ước thấy, muốn là được thôi à. Con gồng lên là được hết đó ba. Vậy là ba con thấy tâm rồi. Dạ, có người nè, vợ bốn con vẫn bóng như thường nha. Nhưng mà ba à, đời người con gái, bây giờ con đi lấy vợ rồi con có con, rồi con làm được bao lâu? Được cái gì? Tội nghiệp người con gái người ta đúng không ba? Đúng rồi. Ba cho con sống với chính bản thân của mình. Thôi được rồi. Miễn sao con sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng giống rồi. Như ông thần tài nói, đúng không ba? Đúng rồi. Con hứa với ba, con sẽ là một người đàn ông. Con là một người có ích cho xã hội thôi. Bỏ cái chữ đàn ông đi. À, công nhận nha. Vậy thì mình hạnh phúc quá. Hạnh phúc rồi nè. Tôi cảm ơn thần tài thổ địa là hôm nay về đây ha, giúp cho gia đình mình hạnh phúc đoàn tụ, không có hiểu lầm nhau nữa. Ông tài ông địa ơi, để hôm nay con đi mua trái cây, con dâng con cúng cho ông tài ông địa nha. Mày quay mặt ra ngồi kia đây. Dạ. Để má, má, quay không không à, vậy vậy thôi, để con mua heo quay con cúng cho ông tài ông địa. Đó, bữa nay được. Heo quay, heo quay. Trời ơi, chuẩn bị đi gì đó, gì khám bệnh gì đó. À, mở trong má. Để anh lo. Mua heo quay không? Để anh lo nha. Ăn này bây giờ được rồi nè. Thay đổi rồi. Để anh lo. Nó ngộ ra được rồi nha. Ba làm bây giờ trọng quá ba. Tất cả quỳ xuống. Dạ dạ dạ. Dạ, dạ. Kính thưa ông thần tài và ông dạ. Thô Điền, hôm nay gia đình cũng được hạnh phúc là nhờ hai ông ra tay giúp đỡ. Chúng con xin nguyện khắc ghi ơn sâu trong lòng và để cảm ơn. Chúng con xin hai ông hãy tiếp tục ở lại nhà con tới suốt đời. Dạ, được, được, ở được, được. Còn cái chuyện mà vợ con xin cúng kiến. Dạ. Hay quay làm cái gì? Tất cả đều do tâm mà ra. Chỉ cần một nén nhang là đủ. Dạ. Dạ. Thôi, ta nghỉ trước nhiệm kỳ. Thôi, ta đi. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Thôi, đi, đi. Qua nhà bằng Kiều thử. Thử cái gì? Thử đồ ăn. Tôi đi nữa, tôi đi nữa. Đi luôn đi. Thôi, ra đi, thử sao thôi. Con nói giỡn. Nói giỡn thôi mà nghe. Dạ. Thôi biết nghe đi. Dạ. Quành lại đi ông Địa ông Tài ơi. Dạ.